Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 826, người cần gì phải làm khó nàng ấy. Vị tôn đại nhân này là quốc cứu gia, thúc thúc của tôn Phương Nhi và Nhu Giao, cháu của tôn Thái Hậu quá cố. Trước đây nhà họ tôn chưa từng nắm giữ chức vị quan trọng trong triều, một phần là vì năm đó để tránh hiểm nghi, tôn Thái Hậu đã bảo tử đệ trong tộc chỉ đảm nhiệm chức vụ nhàn hạ, hơn nữa tốt nhất là đừng để mình có phong hào hầu tước hai là mấy năm nay Nam Ninh nhà họ tôn không hề có tiến bộ và tiền đồ, nên muốn để bạt cũng chẳng được. Sau khi Hoàng đế bình phục, Tôn Phương Nhi được phong làm quý phi, nên mới dùng lại người nhà họ tôn, nhà họ tôn vốn bị đối xử lạnh nhạt nhiều năm, giờ bỗng được Hoàng đế tiến cử dùng lại thiếu điều chưa giết gà đốt vàng mã quỷ xuống thề thốt rằng sẽ cống hiến cho hoàng đế. Lúc mộ dung khanh nắm quyền, đã từng bỏ cố thay mới rất nhiều quan viên tham ô, nhưng hắn làm vậy là vì đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, ra lệnh cho lại bộ cân nhắc một nhóm người trước, nhưng có thể đề bạt tiền nhiệm, thậm chí là hơi đặc cách nâng lên. Nhưng tình hình hiện nay thì khác, rõ ràng quan viên gây sự đều là nhóm người từng bị mộ Dung Khanh xử lý lúc trước, hơn nữa bọn họ đều nắm giữ chức vị quan trọng, nếu giờ khảo sát quan viên tạm thời sẽ không kịp, mà tùy ý đề bạt thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Mặc dù vị quốc cứu gia này không phải người quá thông minh, nhưng từ khi gia nhập nội các đã kết giao với mấy kẻ gian xảo trong đó nên cũng học được chút bản lĩnh đâm thọc vì thế câu nói lúc nãy chính là điểm yếu của thái hoàng thái hậu nhưng thái hoàng thái hậu lại cười khẩy không ai trong vương triều đại chu này có thể làm được à các ngươi cứ việc nói ra đi nếu các ngươi định dùng cách đó để uy hiếp ai ra thì các ngươi sai rồi nói xong bà liền phất tay các ngươi đi hết đi mọi người liếc nhìn nhau hôm nay người được triệu tới đều ở trong phái trung lập trong triều tất nhiên cũng có mấy vị quốc cứu ra ngoài mặt thì trung lập nhưng trong lòng đã sớm đứng về phía hoàng thượng rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Thế là hoàng chính thì sẽ lấy hoàng đế làm đầu vì hoàng đế mới là chính đạo nên phái nãy cũng tự xưng là bảo hoàng đảng, danh chính môn thuận chiếm hết điểm đạo đức. Sau khi mọi người rời đi, tôn công công liền đi vào nói Thái Hoàng Thái Hậu, Vương Gia và Vương Phi vào cung rồi, giờ đang đợi người ở Hy Vi Cung. Ừm. Uhm. Thái Hoàng Thái Hậu đứng dậy nói, người thu dọn mấy tấu sớ này, rồi mang tới cung Hoàng đế, để ông ta từ từ mà xem. Nhưng, tôn công công sửng sốt, đây đều là tấu sớ tố cáo người. Không sao, cứ để cho ông ta xem, thần tử của ông ta trung thành thế nào. Vâng, tôn công công biết bà luôn làm việc theo cách mà người khác không thể nhìn thấu, nên đích thân thu dọn một lát, rồi nói ra bên ngoài Thái Hoàng Thái Hậu khởi giá. Bên Hy Vi Cung, đã có người tới thông báo rằng, Thái Hoàng Thái Hậu đang hồi cung. Mộ Dung Khanh và Thương Mai vội đứng dậy ra ngoài điện nghinh đón, chẳng mấy chốc, đã thấy Thái Hoàng Thái Hậu đang ngồi kiệu quay về. Mộ Dung Khanh đích thân đi tới, cúi người dìu bà, lão tổ tông, người vất vả rồi. Thái Hoàng Thái Hậu bước xuống kiệu, nhíu mày nói với Mộ Dung Khanh, ta tưởng ngươi sẽ trốn tiếp, không bao giờ quay về nữa. Mặt bà tràn đầy bất mãn, rõ ràng bà không có quan hệ huyết thống với Mộ Dung Khanh, nhưng đôi lúc, nét mặt hai người lại rất giống nhau. Sao ta lại không dám quay về chứ? Ta chỉ đi dưỡng thương thôi. Mộ Dung Khanh cười đáp. Mộ Dung Khanh dìu bà ngồi xuống ghế, rồi mới dẫn thương mai quỷ xuống khấu đầu thỉnh an lão tổ tông. Được rồi, hai người đứng lên đi. Lão tổ tông nhận lấy tách trà do A sa Cô Cô đưa tới, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống nói, người mang nước lạnh tới đây cho ai ra. Hôm nay trời chuyển lạnh rồi, người uống nước lạnh sẽ không tốt. A cô cô nói. Tốt nhất là người mang nước đá đến đây, nhưng ai ra không biết ở đây có không, nên đành phải uống nước lạnh. Thái Hoàng Thái Hậu không vui, vẻ mặt vẫn còn hiện rõ sự uy nghiêm. Người đừng giận, người đã già rồi, nếu tức giận sẽ dễ chết lắm. A cô cô an ủi, rồi tiếp tục dâng trà nóng. Thương Mai đã quá quen với cách chung sống của hai người, thỉnh thoảng A cô sẽ nói ra những lời độc địa, nhưng hình như lão tổ tông chẳng hề để ý thậm chí có khi còn độc miệng hơn cả a xà cô cô nhưng giờ rõ ràng bà chẳng muốn đấu khẩu với a xà cô bà vốn là một bà lão lạnh nhạt nhã nhặn nhưng giờ lại tràn đầy phiền muộn hai người đứng dậy rồi ngồi xuống ghế thái hoàng thái hậu hỏi thương mai trước thai nhi vẫn bình an chứ thương mai vội đáp lại làm phiền thái hoàng thái hậu nhớ nhung rồi mọi chuyện đều rất tốt đứa bé này thật phúc lớn mạng lớn Chắc chắn sau này sẽ là người có phúc Thái Hoàng Thái Hậu nói Cung nữ bưng điểm tâm lên Lần lượt để lên bàn trà bằng gỗ hoa lê của ba người Mấy món này rất tinh xảo Thương Mai từng sống trong cung một thời gian Nhưng chưa từng thấy bánh ngọt tinh xảo như vậy Vương Phi ăn đi Ta biết hôm nay hai người sẽ quay về Thì cố ý sai người đi làm đấy Asako à, cô nói Bà biết hôm nay chúng ta sẽ quay về Thương Mai tò mò hỏi Tất nhiên rồi xà cô cô nhìn cô như thể cô đang một câu rất ngớ ngẩn. Rõ ràng Thái Hoàng Thái hậu cũng đói rồi nên không nói chuyện với họ mà tự tại ngồi ăn. Thương Mai vốn không có khẩu vị, mặc dù lúc ở trên thuyền quay về kinh cô không nôn quá nhiều, nhưng cũng chẳng ăn được gì, thỉnh thoảng ăn quá nhiều sẽ nôn hết ra. Nhưng thấy Thái Hoàng Thái hậu ăn rất ngon, làm cô cũng hơi đói nên cầm một miếng bánh phục linh lên ăn. Bánh phục linh có tác dụng thầm thấp kiện tỳ định tâm an thần a à, xà cô cô thật dụng tâm lúc trước thương mai cũng từng ăn bánh phục linh ở trong cung rồi nó hơi có vị đắng nhưng giờ cô ăn lại không có mà ngược lại còn hơi ngọt ngon không mộ dung khanh thấy cô ăn say sưa ngon lành thì mỉm cười cương chiều hỏi ngon lắm thương mai ăn hai miếng liên tiếp rồi không dám ăn nữa sợ ăn nhiều quá sẽ nôn rồi mất lễ nghĩa ngươi ăn tiếp đi a à, xà cô cô khuyên nhủ không sao đâu ta đã cho thêm mấy lát gừng mỏng chống nôn rồi. Mộ Dung Khanh cũng nói, đúng đó, nếu nàng muốn ăn thì cứ ăn đi, trên đường về nàng đã không ăn được gì, giờ hiếm lắm mới ăn được, nên ăn nhiều một chút. Quả thật thương mai vẫn muốn ăn tiếp, nên nghe A sa Cô Cô và Mộ Dung Khanh nói xong, liền ăn mấy miếng liên tiếp. A sa Cô Cô không hề nói dối, mấy miếng bánh phục linh này đều bỏ vào mấy lát gừng mỏng, dù không cay nhưng thương mai vẫn nôn ra. Người già thật biết bắt nạt, thương mai nôn đến mức trời đất quay cuồng, mắt sắp rớt ra ngoài. Mộ dung khanh chưa từng thấy cô nôn dữ dội như thế, nên không khỏi sốt sắng, nói với A xà cô cô, chẳng phải bà nói chống nôn à. Sao nàng ấy ăn xong lại nôn nhiều đến thế? Người đau lòng, thái hoàng thái hậu ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt nhìn mộ dung khanh. Mộ dung khanh dìu thương mai đang ôm ống nhổ, gấp đến độ mắt sắp bốc khói, sao ta có thể không đau lòng được? Trên đường về nàng ấy vốn đã không ăn được gì, giờ còn nôn đến xanh mật thế này. Thái Hoàng Thái Hậu hừ lạnh, người đau lòng là đúng, sau này nếu người còn tùy hứng, thì người chịu tội sẽ là nàng ấy. Mộ Dung Khanh sừng sốt, Lão Tổ Tông, người đang cố ý. Đúng vậy, ta cố ý để nàng ấy nôn đấy. Thái Hoàng Thái Hậu cầm khăn tay lên lau khóe miệng, rồi nhấp một ngụm trà, từ tốn nói tiếp, đây chỉ là một trừng phạt nhỏ để cảnh cáo thôi. Có phải là vì chúng ta đi đường bộ không đi đường thủy đúng không? Mộ Dung Khanh cũng nổi giận, người muốn làm gì thì cứ việc nhắm vào ta, cần gì phải làm khó nàng ấy. chương 827, Bia đỡ đạn. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ phất tay áo, nhếch miệng cười mỉa mai, nếu ta không làm khó nàng ấy, thì liệu ngươi có ghi nhớ không? Ngươi không chỉ làm sai chuyện không quay về bằng đường thủy, mà gần đây, ngươi làm sai quá nhiều chuyện, ai ra muốn ngươi nhớ kỹ, mỗi chuyện ngươi làm sai đều sẽ liên lụy đến người bên cạnh ngươi, như vậy, sau này ngươi mới cân nhắc làm việc cẩn trọng, không có sai sót. Giờ thương mai đã đỡ hơn một chút, cô lau khóe miệng rồi yếu ớt nói, lão thất, ta không sao. Mộ Dung khanh thấy sắc mặt cô trắng bệch thì cực kỳ đau lòng, nàng mau uống nước đi, đừng nói gì cả, cứ việc nghỉ ngơi đi. Thương mai tựa lưng vào ghế, a xà cô cô cố ý lấy một tấm đệm mềm cho cô, so với lúc trước, thì chút trừng phạt này có đáng là gì. Người còn suýt mất mạng nữa là, muốn trách thì thì chỉ có thể trách lão thất, vì chính hắn đã hại ngươi thương mai ngước mắt lên nói không chuyện này không liên quan đến chàng ấy a à, xà cô cô nhìn mộ dung khanh bà không dám nói giúp hắn trước mặt lão tổ tông mà ngược lại còn hùa theo của trách ngươi nói thử xem chuyện này có liên quan đến ngươi không lần này nếu không phải kình thiên nhiếp chính vương ra mặt giúp ngươi thì ngươi đã sớm chết rồi mà ngươi chết rồi thì tức phụ vợ của ngươi có thể sống tiếp không mộ dung khanh ngạc nhiên hỏi kình thiên nhiếp chính vương lão nhân gia vẫn còn sống ư. Thái Hoàng Thái Hậu phất tay nói, người nói với hắn mấy chuyện này làm gì? Cứ hỏi hắn thử xem, có biết mình sai ở đâu không? A à, cô, cô nhìn hắn hỏ, người đã biết mình sai ở đâu chưa? Bình thường bà hay đấu võ mồm, nhưng lần này bà nhìn ra Thái Hoàng Thái Hậu thật sự nổi giận, nên không dám nhổ dâu rồng, mà ngoan ngoãn lặp lại như một con vẹt. Mộ Dung Khanh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, mong lão Tổ Tông hãy nói rõ. Thái hoàng Thái hậu lạnh lùng nói, nói rõ: Đến giờ mà ngươi vẫn chưa biết mình sai ở đâu thì hết thuốc chữa rồi. Ngươi sớm biết mình chúng đồng mệnh cổ, tại sao không tới tìm ai ra để giải độc? Ngươi sớm biết lão bát lòng lang giả thú cũng biết hắn ta ra tay với thức phụ của ngươi mà vẫn giả vờ nhân nghĩa giảng giải tình nghĩa huynh đệ với hắn ta. Ngươi là tên ngốc à? Dù là tên ngốc cũng biết thế ai tổn thương lão bà nhi tử của mình thì đều phải giết. Hơn nữa ngươi còn là nhiếp chính vương, mặc dù hoàng đế nắm quyền nhưng lúc ngươi có năng lực chống lại ông ta, thì ngươi lại để mặc ông ta cho giải vò, ngươi vĩ đại lắm đúng không? Ngươi đặt tức phụ của ngươi và Giang Sơn Bách tính ở đâu? Ngươi đừng nói với ai ra rằng ngươi là thần tử, rồi ai ra từng dạy ngươi phải cung kính huynh hữu đệ, ai ra từng dạy ngươi rằng Giang Sơn và Lê Dân bá tánh mới là quan trọng nhất, vào thời khắc mấu chốt, thì đừng để tâm đến tính mạng, cái gì nên giành thì cứ giành, cái gì nên cướp thì cứ cướp, hoàng đế đã cố chấp như thế, nếu cứ để mặc ông ta nắm quyền, thì đại chu ta sẽ thế nào?" Những lời này của Thái Hoàng Thái hậu ẩn chứa sự châm chọc, không cho hắn cơ hội để thở, đã mắng hắn tan tát ngay. Bà mắng xong thì nghỉ ngơi một lúc, rồi mắng tiếp, "Ngươi không giải đồng mệnh cổ, là vì ngươi vẫn muốn tha mạng cho lão bát, một khi ngươi giải rồi, thì ngươi buộc phải giết hắn ta, ai ra rất vui khi ngươi niềm tình huynh đệ, nhưng những chuyện huynh đệ ngươi làm đã gây nguy hiểm cho gian sơn xã tắc, thế mà vẫn ngươi vẫn mềm lòng. Thật hồ đồ." đã là người cầm quyền thì phải quyết đoán mãnh liệt, sự anh minh quả quyết ngày xưa của ngươi đâu rồi? Chẳng lẽ cưới vợ rồi thì trong lòng sẽ vướng víu, sợ đầu sợ đuôi à? Nếu vậy thì không bằng ai ra ban cho nàng ấy một ly rượu độc, để ngươi bớt làm chuyện hồ đồ, hại mình và bá tính. Lão Tổ Tông, mộ dung khanh quỳ xuống ngay, ta biết sai rồi, mong người bớt giận. Ai ra vẫn chưa nói hết, Hoàng đế Phong Hoàng Thái Hậu, gọi Tôn Phương Nhi vào cung rồi Phong Quý Phi, dùng tà đạo để duy trì sinh mệnh, tới gần tiểu nhân, tránh xa trung lương, người xem thử gần đây ông ta đã để bạt người nào, mấy người đó đã làm những gì. Người tới ngự thử phòng đọc tấu sớ mà ngự xử dâng lên đi, người bị điếc hay bị mù, mà không nhìn thấy hả? Thương Mai thấy lão thất bị mắng tan tát như vậy không khỏi biện minh cho mộ dung khanh, lão tổ tông, lúc hoàng thượng làm mấy chuyện này, lão thất vẫn đang ở bắc mạc, nên chàng ấy không thể quản chuyện này được vậy thì lúc quay về hắn cũng nên quản chứ. Nhưng lúc đó hắn đã làm gì? Hoàng thượng không cho hắn quản thì hắn cũng thật sự mặc kệ. Tại sao vậy? Chẳng phải là vì hắn sợ người khác chỉ bới hắn, nói hắn phản nghịch có dã tâm với hoàng đế, chỉ vì danh tiếng mà hắn thật sự bỏ mặc tất cả. Thái hoàng thái hậu thật sự rất tức giận, vừa mắng vừa ôm ngực, chán cũng nổi gân xanh. A à, xà cô cô an ủi, được rồi, được rồi, nếu người còn mắng nữa sẽ phát bệnh tim đấy, người già rồi phải chú ý một chút biết không hơn nữa người đọc xong tấu sớ rồi sai người đi điều tra mới biết được mấy chuyện đó nên lão thất cũng bất lực thôi ta không nói giúp hắn chuyện hắn nhẹ tay với lão bát nhưng những chuyện hoàng thượng làm thì hắn thật sự không nắm rõ tình hình cũng không sai người đi điều tra hơn nữa chẳng phải khi đó đang có chiến sự à người đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn đầu hắn không lớn nên không thể gánh nổi nhiều tội danh như vậy thái hoàng thái hậu mắng xong thì cơn giận cũng tiêu tan hơn phân nửa, nghe A Sà Cô nói thế, thì tức giận nói, đều tại ngươi cưng chiều hắn quá, nên hắn mới hư như thế. Thương Mai cảm thấy mình vừa lên chiến trường, trải qua một trận lửa đạn oanh tạc, cô lướt nhìn lão thất, thấy sắc mặt hắn phức tạp, rõ ràng đã bị lão tổ tông nói chúng nỗi lòng. Thái Hoàng Thái Hậu nói với A Sà Cô Cô, người dẫn Thương Mai lui xuống đi, ai ra có đôi lời muốn nói với hắn. Người hãy kiềm chế một chút, mắng xong thì phải hạ hỏa ngay a à, xà cô, cô nói người đi đi phiền quá đi mất thái hoàng thái hậu nhíu mày nói a à, xà cô, cô xoay người cùng thương mai đi qua điện bên cạnh a à, xà cô, cô là người thông minh thấy thương mai bước vào điện bên cạnh với vẻ mặt bất an thì nói ngay lão tổ tông đang nổi nóng nên mắng thế thôi người đừng để trong lòng tính bà ấy là thế mắng xong rồi sẽ ổn thôi thương mai gượng cười lúc nãy bà ấy nói vì cưới ta nên lão thất mới sợ đầu sợ đuôi cô cô thấy thế nào A à, cô cô ngẫm nghĩ một lát, tất nhiên cũng có nguyên nhân là do ngươi, hắn quá quan tâm ngươi, lúc trước Thái Hoàng Thái Hậu đã nhìn ra mức độ hắn quan tâm ngươi, nên mới cố ý tới nói chuyện với ngươi, rồi cho ngươi sợi dây sẹo để ngươi có năng lực tự bảo vệ mình, để hắn bớt lo lắng và chịu khổ vì ngươi, nhưng dù ngươi có năng lực thế nào, thì trong tim hắn cũng có ngươi, sao có thể không lo lắng cho ngươi được, lúc bà ấy hơn 300 tuổi, 30 tuổi, cũng từng trải qua chuyện tình cảm, sao có thể không hiểu được nên bà ấy chỉ thuận miệng mắng thế thôi, mặc dù nội dung có hơi nhạt nhẽo. Thương Mai nghe A sa Cô Cô nói thế thì không khỏi thở dài, quả thật lão Tổ Tông có khả năng dự đoán, lúc đó bà ta bảo cô đừng chuyện gì cũng dựa dẫm vào lão thất, hơn nữa còn muốn cô giúp đỡ hắn. Hai, cô nhớ lúc cô ở tướng phủ, tốt xấu gì cô cũng còn chút tàn nhẫn, nhưng sau đó thì ngày càng sợ đầu sợ đuôi, trong chuyện tình cảm này, cả cô và lão thất đều liên lụy lẫn nhau. Chương 828, ta là Nhiếp Chính Vương. Cô nhớ lại lúc cô mới quen biết lão thất, khi đó hắn đang nắm quyền trong triều, đối chọi gay gắt với hoàng hậu và thái phó, gây khó dễ cho bè phái hoàng hậu và Nam Hoài Vương một cách thỏa đáng, kín cái không một lỗ hổng, lúc đó, mặc dù cuộc sống đầy toan tính, nhưng hắn lại tính toán không hề có sai sót, từng bước lật đổ bọn họ. Quả thật giờ hắn không còn quả quyết dứt khoát như trước nữa, có lẽ, Thái Hoàng Thái Hậu nói đúng, là do trong lòng hắn có vướng bận nên làm việc luôn nhìn trước ngó sau trói tay trói chân trong hy vi cung thái hoàng thái hậu đã thay đổi vẻ mặt nghiêm khắc dữ tợn trước đó lúc nãy ai ra mắng ngươi thì trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì nhưng ngươi thật sự đã làm ai ra quá thất vọng xin lỗi lão tổ tông ta biết sai rồi mộ dung khanh khẽ nói đáy mắt tràn đầy áy náy không nói tới mấy chuyện khác nếu lần này lão tổ tông không quay về thì hắn khó mà thoát khỏi kiếp nạn lời nói của lão tổ tông đã cảnh tỉnh hắn khiến hắn tỉnh táo lại chuyện gì hắn cũng kiêng kỳ hoàng thượng thậm chí biết rõ hành vi của ông ta là sai trái vẫn mặc kệ hơn nữa còn quang minh chính đại nói hắn không quản nổi rồi tự nói mình rằng dù hắn lớn mạnh đến đâu cũng không bằng hoàng quyền để mọi chuyện phát triển đến nước này thì hắn là người có lỗi nhiều nhất bỏ đi ai ra không muốn mắng người nữa ngươi cùng ai ra tới ngự thư phòng một chuyến xem thử rốt cuộc hoàng huynh của ngươi đã làm những chuyện hồ đồ gì vâng Mộ Dung Khanh đứng dậy, dìu bà ra ngoài. Nhưng từ khi Hoàng thượng khỏi bệnh, hầu như mọi chuyện ông ta làm đều nhắm vào hắn và loại trừ phe đối lập, củng cố lại thế lực của mình, theo lý mà nói thì cũng không làm ra chuyện hại nước hại dân, tại sao Lão Tổ Tông lại tức giận như vậy? Từ lúc hắn bắt đầu ghi nhớ mọi chuyện, thì chuyện có thể làm cho Lão Tổ Tông tức giận như vậy hầu như đều là vì quốc gia bá tánh, còn mấy chuyện khác bà đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng lúc tới ngựa thư phòng, đọc được những quyển tông mà lão tổ tông điều tra ra hắn thật sự phải giật mình ông ta tăng thuế thuế tổng và thuế sai đều tăng hơn một nửa so với trước tiền giấy trong thuế sai vốn không được đưa vào quốc gia triều chính mà chỉ cho thân vương thái ấp công chúa và huân thần được sử dụng nhưng giờ lại nhập hết vào quốc khố thuế điền cũng tăng khoản diệt chuột lúc đăng ký hộ tịch cho hài tử mới chào đời phải nộp thuế đinh và còn bảy tám hạng mục như thế nữa không nói tới những thủ đoạn lừa bịp này chỉ riêng thuế má mà nông dân phải nộp, thì một năm sau, người dân có chết cũng chẳng có được một bữa ăn no. Mấy thứ này đã ban bố xuống chưa? Mộ Dung Khanh ngơ ngác hỏi. Ông ta đã ban bố hết rồi, Thái Hoàng Thái Hậu nói. Ông ta ban bố lúc nào, sao ta lại không biết? Tăng thuế má là chuyện cực kỳ quan trọng của quốc gia, cần phải đưa ra bàn bạc trong nội các trước, rồi tiếp tục đưa ra trao đổi lúc lâm chiều, từ lúc khởi thảo đề nghị đến khi thực thi, ít nhất cũng phải mất nửa năm, vậy mà dưới tình thế hắn không biết, đã ban bố xuống rồi. Trước khi ai ra về kinh thì vừa ban bố xuống, cũng chính là lúc ngươi và thương mai xảy ra chuyện, toàn bộ đại thần nội các lúc trước đều bị bỏ cũ thay mới, giờ nội các do tôn đại nhân và đồ đại nhân đứng đầu, hai người này đều do hoàng thượng đề bạt, nên hành động này mới được thực thi nhanh chóng và không có tiếng phản đối như vậy. Ông ta điên rồi ư, mộ dung khanh nổi giận, lúc phụ hoàng còn sống, đã cố gắng giảm nhẹ thuế má, vì như vậy, bá tánh mới có thể ăn no, cũng làm cho đại chu bình yên, ông ta đang ép bá tánh tạo phản à. Thái Hoàng Thái Hậu lạnh nhạt nói, đúng vậy, nhưng người ép bá tánh tạo phản không phải ông ta, mà là ngươi. Ta, mộ dung khanh sừng sốt. Ngươi đọc đi, Thái Hoàng Thái Hậu lấy một quyển tông ra, sử quan đã ghi chép vào đây, siêu cao thuế nặng là do ngươi để sướng, cũng chính ngươi là người xúc tiến thực thi, Hoàng thượng vẫn đang bị bệnh. Nên chắc chắn trên cáo văn tăng thuế sẽ đóng con dấu của ngươi, bá tánh sẽ dồn hết sự phẫn nộ lên một mình mộ dung khanh ngươi, đợi ông ta bình định ép ngươi rất đài, cũng đã thu được ít nhất là nửa năm thuế má, lấp đầy quốc khố, cũng nhận được danh tiếng thánh quân, đây là kế sách một mũi tên chúng hai con chim. Đúng là một âm mưu hiểm ác, giờ đất nước không đi đánh trận thì ông ta cần nhiều bạc như vậy để làm gì? Mộ dung khanh tức giận nói. Người đọc tiếp đi, Thái Hoàng Thái Hậu hừ lạnh. Mộ Dung Khanh mở quyển tông thứ hai ra, trong đó tổng hợp những chuyện hoàng đế đã làm gần đây, đầu tiên ông ta xây dựng rầm rộ một biệt cung lâm viên ở phía tây hoàng cung, rồi đặt mua một lượng lớn vũ khí và cung nỏ ở đại nguyệt quốc, đồng thời bắt đầu chiêu binh với quy mô lớn, chiêu binh vốn được tiến hành hàng năm, nhưng không mang tính ép buộc, thế mà giờ ông ta lại đổi thành bắt buộc, hễ nhà nào có hai nhi tử, thì một trong hai người phải đi tòng quân. Chỉ khi nào đất nước có chiến tranh mới được tiến hành việc chiêu binh bắt buộc. Giờ Đại Chu đang thái bình, không có giặc ngoại xâm, chỉ có mình Nam Hoài Vương là nổi loạn, nhưng không đáng lo ngại, tại sao ông ta lại chiêu binh với quy mô lớn. Mộ Dung Khanh lại đọc tấu sớ do lại bộ dâng lên, bọn họ đang tiến cử rất nhiều người biết võ công, xem ra, định xếp tướng lĩnh vào các đội quân. Ông ta định thành lập quân đội thuộc về mình, trong lòng Mộ Dung Khanh cực kỳ lạnh lẽo, ông ta không tin ta, giờ ngay cả tướng lĩnh và binh sĩ Đại Chu, ông ta cũng không tin tưởng. Thái Hoàng Thái hậu nói sâu xa: "Lão thất à, ông ta không giết ngươi, nhưng lại liên tục tính toán, từng bước dồn ép ngươi, muốn ngươi thân bại danh liệt. Ông ta không những lưu luyến ngôi vị hoàng đế, mà còn có cả danh tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà ngươi nắm quyền, đã có không ít chính tích, rất được lòng dân. Phụ hoàng ngươi và ai ra đều đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi, cho rằng ngươi đã tháo gỡ khúc mắc trong lòng ông ta. Lúc đó bọn ta không nhận ra, sự xuất hiện của ngươi đã làm sự khúc mắc đó như con mãnh thú nuốt chửng con người ông ta." mộ dung khanh chậm rãi đóng quyền tông lại tại sao ông ta lại xây dựng biệt cung lâm viên chẳng lẽ chỉ để hưởng thụ ông ta không phải hạng người ăn chơi sa đọa ông ta đã mời rất nhiều người am hiểu cổ ở miêu cương vào kinh giờ bọn họ đang được sắp xếp ở trong biệt việt sau này khi biệt cung xây xong ông ta sẽ thường xuyên đi tới đó mộ dung khanh vỡ lẽ ông ta đang muốn trị bệnh ông ta ép ai ra quay về nhưng trong lòng ông ta biết rõ chưa chắc ai ra sẽ dốc sức chữa trị cho ông ta nên ông ta đã sớm chuẩn bị kế dự phòng rồi mộ dung khanh siết chặt nắm đấm đè lên quyển tông lão tổ tông người hy vọng ta làm gì thái hoàng thái hậu nhìn hắn đáp ai ra hỏi ngươi trước ngươi sẽ làm thế nào mộ dung khanh trầm ngâm một hồi lâu rồi nói lão tổ tông sẽ không trơ mắt nhìn ông ta chết nên chắc chắn sẽ cứu ông ta giờ thái tử đã được lập nên địa vị của thái tử đã chắc chắn tình thế trong triều cũng đang có xu hướng ổn định nếu ta là nhiếp chính vương tất nhiên phải tiếp quản quyền hành trong khoảng thời gian hoàng thượng bị bệnh, đợi hoàng thượng khỏi hẳn sẽ trả lại cho ông ta. Mặc dù mấy câu ngắn ngủi này không đặt ra ý nguyện vĩ đại nào, nhưng lại chiếm được trái tim thái hoàng thái hậu, bà hài lòng gật đầu nói, ừm, người biết thế thì tốt, mặc dù ai ra không luyến tiếc ông ta, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn ông ta chết mà không cứu, con người đều phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nhưng ông ta nhiều lần tạo nghiệt duyên, nên phải trả hết nợ rồi mới được đi, đi thôi hài tử ai ra sẽ ở trong hi vi cung để chống lưng cho ngươi. Mộ Dung Khanh đứng dậy, cúi chào rất sâu, vâng. Hắn ngẩng đầu lên, đáy mắt hơi kiên định, nhưng trước khi xuất cung, ta muốn gặp Hoàng thượng. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ cười nói, người đi gặp ông ta đi, nhưng phải đi trong tư thế người thắng lợi, để ông ta biết, ván này ông ta thua rồi, người cũng có thể chính thức tuyên chiến với ông ta, để vượt mặt ông ta trước. Mộ Dung Khanh lại cúi chào rất sâu, ta biết rồi. Chương 829, thuốc hay. Trước khi Mộ Dung Khanh xoay người đi ra ngoài đã hỏi, lão Bát đã được áp tải về kinh, người xem. Không cần để ý tới hắn ta, sẽ có người trừng trị hắn ta." Thái hoàng thái hậu hờ hững nói. "Bà ta thật sự rất thất vọng với lão Bát." Đáy mắt Mộ Dung Khanh lóe lên, chẳng lẽ nhiếp chính vương Kình Thiên đã về thật rồi ư? "Thái hoàng thái hậu khẽ cười, ai biết được, ta không quen ông ta." Mộ Dung Khanh hơi mỉm cười, ừm. Hắn nói xong thì lui ra ngoài. Cung Hi Vi, tẩm điện của Hoàng đế nhà cửa vắng vẻ, chỉ có mấy cung nhân được Thái Hoàng Thái hậu phái tới hầu hạ, lộ công công vẫn hầu hạ trước giường bệnh của Hoàng đế. Lúc Mộ Dung Khanh đi tới, Mai Quý Phi mới vừa hầu hạ hắn ta uống thuốc xong. Quý Phi nương nương, Mộ Dung Khanh nhìn Mai Quý Phi hơi tiều tụy nói, còn chưa chúc mừng ngươi. Cảm ơn Vương gia, mai quý phi thấy hắn đến trong mắt thoáng vui vẻ nhưng không biểu đạt thành lời hoàng đế vẫn chưa ngủ có thể nghe thấy lời của nàng ta nhưng vẻ mặt rất vui mừng quý phi nương nương có thể ra ngoài không bản vương có vài lời muốn nói được mai quý phi quay đầu lại liếc nhìn lộ công 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 cũng ra ngoài đi lộ công công hơi không yên lòng nhìn hoàng đế hai mắt hoàng đế nhắm nghiền nếu không phải vì hơi thở gấp và tiếng thở khò khè rõ ràng trong cổ họng người khác sẽ nghĩ hắn ta đang ngủ Vương gia, thân thể hoàng thượng suy yếu, cần nghỉ ngơi, xin ngài đừng nói quá lâu." Lộ công công khẽ nói. "Ừm, đi đi." Mộ Dung Khanh khoát tay. Mai quý phi dẫn theo Lộ công công và hai cung nữ ra ngoài, màn lưu ly li hạ xuống phát ra tiếng vang lanh lảnh vui tai nhưng lại không khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Mộ Dung Khanh đi tới đứng trước giường. Trên mặt hoàng đế hiện rõ những nốt ban đỏ, hai bên cánh mũi rất đỏ, sống mũi hơi đen, giống như một con bướm đổi màu dán vào mặt. Rốt cuộc hắn ta cũng mở mắt ra, mí mắt sưng vù cũng không làm suy yếu tầm nhìn sắc bén như hai con dao sắc muốn cạo đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt Mộ Dung Khanh. Tiếng khò khè trong cổ họng nặng hơn, hắn ta nói, "Đã về rồi." Trong cổ họng có đờm chặn lại khiến giọng nói của hắn ta mơ hồ không rõ. "Ừm," um, Mộ Dung Khanh nói, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì ngoài sự thờ ơ. Hoàng đế hít một hơi, khí quản khò khè như một cái ống thổi. Vì cố gắng ngăn cơn ho nên gương mặt càng lúc càng đỏ, xung quanh con ngươi gần như không còn tròng trắng, đỏ ngầu. Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn ta ho khan một tiếng, tiếng ho này chấn động trời đất gần như không dừng lại được. Cơn ho kéo dài khiến cơ thể hắn ta run lên, hai tay nắm chặt chăn bông, móng tay móc vào tấm chăn bông theo kim tuyến, trong móng tay ẩn hiện một sợi chỉ đỏ bị đứt, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng tay hắn ta dính máu. Mộ Dung Khanh nhìn hắn ta trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn đứng yên tại chỗ sau khi trở về từ cõi chết thương mai còn suýt mất mạng trong tay nam hoài vương nếu hắn vẫn còn nghĩ tới tình huynh đệ thì đúng ngu hết thuốc chữa hoàng đế phun ra một ngụm máu tươi cơ thể không chống đỡ nổi máu tươi chảy từ khóe miệng dọc theo sườn mặt rớt xuống gối thiêu hoa bốc lên mùi hôi tanh sau khi nôn ra máu hắn ta ngồi thẳng người thở hổn hển chán đầy mồ hôi tựa như mới trở về cửa tử Lúc này mộ dung khanh mới ngồi xuống, lấy chiếc khăn để bên cạnh giường lau khóe miệng và sườn mặt cho hắn ta. Cút đi, ta không cần ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa. Hoàng đế khẽ gầm lên, nhưng âm cuối lại kẹt trong cổ họng, như thể sắp bắt đầu một cơn ho mới, hắn ta vội nhịn lại. Nhưng mộ dung khanh lại giữ chặt cầm hắn ta, mạnh mẽ lau vết máu trên mặt, hoàng thượng bị bệnh, làm thần tử nên chia sẻ lo lắng với hoàng thượng. Ngươi muốn nói gì? đáy mắt hoàng đế lóe lên vẻ kinh hãi. Thần vẫn là nhiếp chính vương, vì hoàng thượng bệnh nặng nên không xử lý triều chính được. Thần cũng đã làm tròn trách nhiệm của nhiếp chính vương, thay hoàng thượng giám quốc. Cũng như bây giờ hoàng thượng không thể tự lo lắng cho bản thân, thần ở đây chăm sóc cho hoàng thượng. Lúc nói câu cuối cùng hắn còn cố ý kéo dài âm cuối, khóe miệng gợi lên nụ cười lãnh đạm, ánh mắt tĩnh lặng như giếng cổ, không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Hoàng đế ngừng phất đầu lên, hai tay nắm chặt, cơ bắp trên mặt run run, đáy mắt tóa ra ý hận, người đúng là lòng lang dạ sói. Mộ Dung Khanh mỉm cười, vốn dĩ không có nhưng lại bị người ép thành ra như vậy. Nhiếp chính vương có quyền tự tăng thuế của dân chúng mà không cần thông qua nội các, có thể thấy quyền hạn ngang bằng với hoàng đế. Thần sẽ không phụ lòng mong mỏi của hoàng thượng, nhất định quản lý triều đại chu thật tốt. Ngươi, mộ dung khanh, ngươi tưởng chấm không làm gì được ngươi sao. Hoàng đế ho một tiếng, lại cố nhịn gương mặt vừa đỏ vừa đen vậy ngươi có thể làm gì ta mộ dung khanh đứng lên lui một bước cúi đầu nói thần đợi thần cáo từ trước câu nói thần đợi chẳng khác nào trực tiếp tuyên chiến mộ dung khanh xoay người nhanh chân rời đi lộ công công vội vàng đi vào hốt hoảng kêu lên hoàng thượng hoàng thượng người đâu truyền ngự y mộ dung khanh ra khỏi tầm điện mai quý phi bước nhanh đến nói vương ra xin dừng bước mộ dung khanh dừng lại quay đầu nhìn mai quý phi vương ra mai quý phi khẽ nói hoàng thượng không còn sống được bao lâu nữa có thể để hắn ta ra đi yên ổn không mộ dung khanh nhíu mày có phần không đoán được ý của nàng ta vẻ mặt của mai quý phi hơi lúng túng à bổn cung cũng không có ý gì khác chỉ là mỗi ngày thấy hắn ta khó chịu như vậy ta không đành lòng mộ dung khanh lạnh lùng quý phi nương nương có vài lời vẫn nên giữ trong lòng thì tốt hơn người gấp cái gì? Mai Phí Phi sững sờ, chợt biết mộ dung khanh đã hiểu sai ý của mình, vành mắt đỏ hoe, vương gia không nên hiểu lầm, bổn cung không có ý đó. Bổn cung chỉ cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu cũng không muốn cứu Hoàng Thượng, ngự y cũng hết cách. Lúc nãy bổn cung đã nghe được hết lời nói của hai người. Dù sao hắn ta cũng không còn sống bao lâu nữa, ngài muốn làm gì thì cứ làm, chỉ là đừng đến đây báo cho hắn ta biết, cũng đừng kích thích hắn ta nữa. Mộ Dung Khanh đúng là không ngờ Mai Quý Phi lại thương tiếc Hoàng đế như vậy. Trong số rất nhiều Quý Phi có con nối dòng, Mai Quý Phi là người không được sủng ái nhất, hậu cung vắng vẻ nhưng lại không khiến nàng tạo oán hận, đúng là hiếm thấy. Giọng nói của Mộ Dung Khanh hơi hòa hoãn lại, người chỉ cần để ý đốc thúc thái tử học tập là được, những việc khác không cần nhọc lòng. Bồn cung sẽ, vương gia cứ yên tâm, Mai Quý Phi vội nói. Thương Mai đã đợi hơn một canh giờ ở chắc điện, trong lúc đó có uống một bát canh do A Cô Cô đặc biệt nấu cho cô. Sau khi uống xong, cả người mơ mơ màng màng, cuối cùng là nằm xuống giường nhỏ trong chắc điện ngủ hơn nửa canh giờ. Sau khi thức dậy, cả người tràn đầy năng lượng. A Cô Cô nói cho cô biết đây là dược liệu quý được Thái Hoàng Thái Hậu cất giữ riêng, phụ nữ khi mang thai uống sẽ không bị ốm nghén, còn giúp cơ thể khỏe mạnh, thuận lợi cho việc sinh con sau này. Thương Mai biết ở thời đại này, tỷ lệ khó sinh rất cao, sinh con ra có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nên cô vô cùng luyến tiếc hỏi Asako cô cô còn nữa không? Tham lam, hết rồi. Asako cô cô nghiêm mặt, nhưng vẫn đưa cho cô một lọ sứ nhỏ màu trắng, người cất kỹ bình thuốc này, quý lắm đấy. Chỉ thuốc dẫn thôi cũng đã dùng nhân sâm ngàn năm làm rồi. Phụ nhân khó sinh, chỉ cần dùng một viên là có thể thuận lợi sinh con. Thương Mai vội cất đi, cảm ơn không dứt. Vừa lúc mộ dung khanh trở về, hai người cùng chào tạm biệt A Cô Cô, sau đó dắt tay nhau xuất cung. chương 830, tìm mấy cao thủ. Trở về phủ, Tiểu Khuyên và Hòa Ma Ma đã chuẩn bị sẵn bữa ăn cho bọn họ. Trước đó Thương Mai phải vào cung gặp Thái Hoàng Thái Hậu, Ma Ma phải hầu hạ cho nên không hỏi được dọc đường đi đầy nguy hiểm của Thương Mai. Sau khi Thương Mai và Mộ Dung Khanh ăn cơm xong, bà ta vội hỏi. Thương Mai chỉ nói những việc quan trọng, cũng không nói tới mức nghiêm trọng lắm, chỉ vậy thôi cũng khiến ma ma sợ đến trợn trừng mắt, suýt chút nữa ngất đi. Thương Mai cười an ủi, ta không sao rồi, bà đừng lo lắng quá. Bây giờ thì không sao, tuy nhiên cũng quá nguy hiểm. Ngài nói xem nếu không phải vương ra đến kịp, ai ôi, thật sự hậu quả khó lường. Ma ma sợ hãi không thôi, lại nói, không được, ngày mai nô tỳ phải đi chùa xin bùa bình an cho ngài mới được. Được, vậy làm phiền ma ma rồi, thương mai cười nói, Bùa bình an gì, bổn vương cũng muốn, mộ dung khanh mới dặn dò vương tuấn một số việc, đi ra ngoài một lát, lúc bước vào liền nghe được bọn họ nói bùa bình an gì đó, cũng góp vui nói xen vào. Được, nô tỳ sẽ xin cho hai người luôn, ma ma nói, tay chân nhanh nhẹn rót trà, để bên cạnh thương mai, bà ta đoán mộ dung khanh sẽ ngồi bên cạnh thương mai. Mộ dung khanh ngồi xuống, bưng trà nóng lên nhấp một ngụm, tươi cười nhìn thương mai, cảm giác về nhà thế nào không nơi nào khiến người ta yên tâm hơn ở nhà thương mai thở dài vươn tay vuốt ve bụng dưới sau này ta sẽ không đi đâu cả chỉ chuyên tâm dưỡng thai thôi vậy thì tốt mộ dung khanh nói tiểu khuyên hỏi vương phi Ngộ yến tổ kia là ai người này rất vì tiện hắn ta là người ta dẫn về từ phủ thanh châu người lúc nãy ta nói đã cứu ta chính là hắn ta ô tiểu khuyên nhanh chóng thay đổi lời nói thì ra là hắn ta hắn ta là ân nhân chẳng trách hắn ta ăn nói lại buồn cười như vậy, mama kêu lên một tiếng. Nô tỳ còn tưởng là gã sai vặt mua về nào ngờ lại là ân nhân, vậy phải sắp xếp cho thỏa đáng mới được. Nô tỳ đi sắp xếp lại ngay. Ừm, sắp xếp cho hắn ta một phòng đơn. Hắn ta biết y thuật, sau này trong phủ có ai nhức đầu, chóng mặt, phát sốt có thể đi tìm hắn ta. Thương Mai nói, vậy cũng không thể làm phiền ân nhân được. Mama hơi có ý trách nhìn Thương Mai, sao dẫn ân nhân về nhà mà không báo tiếng nào hết vậy? Đúng là thất lễ." Mộ Dung Khanh nói, "Mama đừng sốt ruột, sau này hắn ta có thể là đệ tử của Vương phi. Hắn ta đến bái sư đấy." "Bái sư? Học y sao? Y thuật của hắn ta rất tốt rồi, nếu không sao có thể cứu được Vương phi chứ? Mặc kệ người ta đến làm gì, tóm lại phải chăm sóc chu đáo cho ân nhân mới được." Thương Mai cũng nghĩ như vậy nếu là đệ tử thì lại là chuyện khác nhưng bây là thu mua người ta quả thật nên chiêu đãi thật tốt vậy ma ma đi sắp xếp đàng hoàng cho hắn ta đi đừng yêu cầu hắn ta làm những việc gì trong phủ cả bảo hắn ta ngày mai đến gặp ta thương mai nói không nhận hắn ta làm đệ tử nhưng nếu có lòng học y cô vẫn có thể dạy một ít chỉ không xác định danh phận là được trời về đêm ánh sao mờ ảo mây dày che khuất mặt trăng thời tiết hơi lạnh thương mai mệt mỏi nên ngủ trước, mộ dung khanh, cầm một bình rượu ngồi trong đỉnh hóng mát ở hoa viên, bên ngoài hoa viên có một cái hồ nhân tạo rất lớn. Gió đêm thổi hưu hưu, cái lạnh bốt giá của cuối thu đầu đông phả vào mặt. Nghiêm vinh đứng bên cạnh hầu hạ, mộ dung khanh nói, người ngồi xuống uống với ra một chén. Nghiêm vinh nghe lời ngồi xuống, không nói tiếng nào. Uống đi, mộ dung khanh thấy ông ta ngồi im như tượng liền nói. Nghiêm vinh cảm thán, vương ra, lần này thuộc hạ vô dụng, không thể cứu được vương gia. Phí lời, người vốn vô dụng, mộ dung khanh chế nhạo. Nghiêm vinh ngẩng đầu lên, có vẻ tuổi thân nói, nếu thuộc hạ vô dụng, sao ngài còn giữ thuộc hạ bên cạnh. Gia cứ thích nhìn khuôn mặt này của ngươi, lúc ra buồn có thể uống rượu chung với gia. Nghiêm vinh bị mùi rượu hấp dẫn hồi lâu, sau khi vờ vịt một hồi liền uống ly lớn, gia có tâm sự sao. Nghiêm vinh, bây giờ tiểu đao không ở bên cạnh thương mai, ám vệ đều có nhiệm vụ, lính trong vũ võ công tầm thường, nên người lựa thêm vài người nữa, phải lựa người có võ công cao cường, lại đáng tin đến vương phủ bảo vệ bên cạnh vương phi. Đã biết, nghiêm vinh cũng có dự định này, lần này vương phi gặp chuyện không may, hắn ta biết bên cạnh vương phi không thể chỉ có một mình linh lợi. Nếu linh lợi có việc rời đi thì vương phi sẽ gặp nguy hiểm, bây giờ có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vương phi đấy. Lòng người khó đoán, ai là người, ai là quỷ tạm còn chưa phân biệt được. Chuyện lần này, mộ dung khanh nhẹ nhàng đặt ly rượu lên trên bàn bạch ngọc, ly chạm vào bạch ngọc, phát ra tiếng kêu trong trẻo, khiến giọng nói của mộ dung khanh trở nên có phần trầm xuống, trước hết là tại bổn vương sơ sót, tiếp đó vẫn là do không đủ hộ vệ, hơn nữa bổn vương luôn nghĩ thương mai có năng lực tự vệ, dù sao cũng có sợi dây sẹo trên người nhưng lại bỏ qua một việc sẽ có một cao nhân như thương khâu. Tiếp theo nữa có lẽ bổn vương sẽ đắc tội với rất nhiều người mà những người kia sẽ không màng nhân nghĩa đạo đức sẽ đổ lỗi cho vợ con ta bọn họ cũng biết điểm yếu của ta chính là vương phi nên bổn vương có một ý tưởng ý tưởng gì vương ra mời nói nghiêm vinh ngạc nhiên nói bản vương muốn đưa vương phi đi hàn sơn mộ dung khanh nói nghiêm vinh ngẩn ra thế nhưng vương phi sẽ đồng ý sao vì thế bổn vương vẫn đang suy nghĩ nên nói với nàng thế nào nghiêm vinh nói nhưng dù sao ở hàn sơn rất bất tiện Vương Phi lại đang có thai, một mình ở Hàn Sơn dù bên người có người hầu hạ, cuộc sống của Vương Phi cũng khó khăn. Bổn Vương cũng nghĩ tới điều này, mộ dung khanh hơi giàu dĩ, nhưng thương mai ở trong phủ, quá nguy hiểm. Vương ra, như lời ngài nói, lỡ mấy hộ vệ thiếp thân có võ công cao cường, tăng cường thêm hộ vệ của Vương Phủ, chắc không xảy ra vấn đề gì lớn đâu. Đi Hàn Sơn chỉ là ý nghĩ ban đầu, lúc nãy nàng đã nói, ở nhà mới cảm thấy yên tâm nhất vì thế bổn vương mới không bảo nàng đi hàn sơn mà kêu tìm mấy cao thủ cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ nàng đi hàn sơn mới là tốt nhất vậy nghiêm vinh cân nhắc một hồi rồi nói nếu không thuộc hạ bảo linh lợi thăm dò ý tứ của vương phi ừm cũng tốt mộ dung khanh nói nghiêm vinh liền lập tức đi tìm linh lợi nhưng linh lợi lại nói không cần phải hỏi thăm vương phi nhất định sẽ không đồng ý đâu lần này suýt chút nữa đã cách biệt âm dương không biết trong lòng vương sợ đến cỡ nào đâu bảo nàng ở trên Hàn Sơn một mình lo lắng sợ hãi, e là chưa tới một tháng nàng sẽ giàu dĩ mà chết. Nghiêm vinh giàu dĩ, nhưng vương gia lo lắng cũng không phải không có lý. Nếu không ngươi đi hỏi thử xem. Lanh lợi suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu không ta đòi giả vương vài người. Dù sao người của Tố Nguyệt Lâu cũng đáng tin hơn phải không? Nhưng bây giờ người của Tố Nguyệt Lâu và Tà Hàn Lâu còn dám xuất hiện ở Kinh Thành nữa sao? Trước kia Nghiêm Húc nhận được lệnh của hoàng đế phải tóm gọn người của Tố Nguyệt lâu và Hàn Nguyệt lâu đấy. Dù hắn ta có lòng cũng không có sức, linh lợi cười chế giễu, bây giờ ngay cả bản thân hoàng thượng còn lo không xong, đã vậy còn muốn giết người này người nọ. Cũng thiệt cho vương gia nhà chúng ta nhịn được, không nói việc này cho thái hoàng thái hậu biết, nếu không. Nghiêm Vinh liếc nhìn nàng ta, thái hoàng thái hậu cũng không quản được việc này. Người của ta Hàn lâu quả thật đã đánh vào hoàng cung, hoàng thượng muốn hỏi tội. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không thể không quản đúng không? Ta nghĩ dạ vương không nói là vì nguyên nhân này. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu giúp đỡ người của ta hàn lâu thì những lão thần trung thành với Thái Hoàng Thái Hậu trong chiều sẽ có suy nghĩ khác. chương 831, Sư Phụ sắp tới. Linh Lợi cũng nói cho Thương Mai biết ý của Nghiêm Vinh. Tất nhiên, Thương Mai biết ý của Nghiêm Vinh chính là ý của Lão Thất. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nếu ở lại trong kinh thật sự sẽ khiến Lão Thất bị ràng buộc, cô cũng hy vọng có thể yên tâm dưỡng thai nên đồng ý đi hàn sơn nhưng khi lão thất trở về từ trong cung lại nói cho cô biết lão tổ tông muốn cô đi trị bệnh cho hoàng đế ta thương mai kinh ngạc nói bà ta nói như vậy nhưng ta không biết tình trạng bây giờ của hoàng thượng thế nào bệnh gốc không chữa được tận gốc cộng thêm độc dược phản phệ ta không nắm chắc lão tổ tông nói có người dạy nàng ai đầu tiên thương mai nghĩ tới an nhiên lão vương gia tại sao lão vương gia không tự chữa trị lại kêu ta thay vì dạy ta biết không bằng ông ấy tự chữa trị hay hơn mộ dung khanh tay nàng ôm vào lòng không phải lão vương gia là sư phụ của lão vương gia thương mai che miệng đại phu ôn yến mộ dung khanh gật đầu đáy mắt tràn đầy ý cười hài lòng không thương mai kích động gật đầu liên tục có thật không đại phu ôn yến sắp tới sao lúc nào vậy lão tổ tông nói khoảng hai ngày nữa sẽ tới kinh thành mộ dung khanh cọ mũi cô nhìn vẻ mặt vui mừng hớn hở của cô nói nàng rất muốn học sao thật sự vui mừng như vậy thương mai nói đương nhiên rồi giống như ngươi lúc mới ra trận ngươi cũng chỉ là một tiểu binh nếu được nguyên soái triệu kiến và dạy dỗ ngươi có vui không mộ dung khanh cười nói nàng muốn gặp vị đại phu ôn yến này như vậy khiến ta cũng vô cùng chờ mong bỏ qua việc bà ấy muốn làm sư phụ của nàng một nhân vật huyền thoại như vậy ta cũng muốn mở mang kiến thức. Trong hai ngày tiếp theo, Thương Mai lao đầu vào đọc một một số bản chép tay của Đại Phu Ôn Yến, chỉ sợ lúc bái sư, sư phụ sẽ hỏi cô. Thật ra, bái sư chỉ là một trong những nguyên nhân khiến cô kích động, ngoài ra còn có một lý do khác chính là từ những bản chép tay của Đại Phu Ôn Yến có thể thấy phần nhiều được viết bằng chữ giản thể. Đây cũng là lý do khiến An Nhiên Lão Vương ra nói có rất nhiều chỗ ông ta xem không hiểu chắc chắn bà ấy là đồng hương, hơn nữa rất có thể bà ấy chính ôn yến mà cô quen trước kia. Đương nhiên thương mai sẽ không nói lý do cô kích động cho lão thất biết. Người đọc sách không nói nhiều chuyện yêu ma quỷ quái, tuy lão thất biết lai lịch của cô, nhưng việc này không nên nói ra giả suốt ngày. Hôm nay đang đọc sách thì Hồ Hạnh Nhi đến. Đương nhiên Thương Mai liền chia sẻ tin vui này với nàng ta. Sau khi Hồ Hạnh Nhi nghe xong trợn to hai mắt thật lâu không nói nên lời hồi lâu mới nói ra được một câu, lúc nào tôi sẽ mở trò chơi xuyên không, như vậy mới kiếm được tiền của hai bên, như vậy mới đã nghiền. Không hổ là dân làm ăn, hai ba câu cũng không rời nghề chính. Thương Mai cười cô ta. Chẳng phải cô làm bác sĩ cũng vậy sao? Hồ Hạnh Nhi cười nói. Hai người nói chuyện kiếp trước một hồi thương mai mới nói, gần đây công ty thế nào? Đỉnh phong hào sắp ra nước ngoài rồi, tự hào không? Cũng không có gì đáng tự hào, ở hiện đại ra nước ngoài cũng không phải chuyện to tát gì. Hồ Hạnh Nhi rất khiêm tốn, nhưng vẻ mặt quả thật cũng toát lên vài phần kiêu ngạo. Dù sao, tình hình đất nước cũng không giống nhau. Những phần tử mũi nhọn của lão Hồ gia đã yên phận chưa? Hồ Hạnh Nhi cười nói, nếu bọn họ yên phận tôi mới không quen đấy. Nếu mỗi ngày bọn họ không làm tôi ngạc nhiên, tim tôi sẽ ngừng đập mất. Thật đáng thương, thương mai vô cùng thông cảm nói. Cô thì sao, kể lại cho tôi nghe trải nghiệm sống chết của cô đi thương mai thật sự giống như tiên sinh kể chuyện kể lại trải nghiệm của mình vô cùng chi tiết hồ tổng không hổ là hồ tổng sau khi nghe xong lập tức nắm được trọng điểm miếu long vương này là sao vậy thật sự có chuyện long vương đã giúp các người sao không biết hỏi xong cũng không ai trả lời thương mai cũng dứt khoát không hỏi nữa dù sao sống sốt là tốt rồi đối với những người xuyên không như các cô không có gì kỳ lạ hơn chuyện linh hồn xuyên không vậy nam hoài vương xử trí thế nào lại để qua một bên sao hồ hạnh nhi là người chú trọng giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ bây giờ còn chưa giết được không phải vì chưa có thuốc giải cổ đồng mệnh kia sao thương mai cũng hết cách nói cổ đồng mệnh này vốn là dùng để hại vương ra nào ngờ cuối cùng lại trở thành cọng dơm cứu mạng của nam hoài vương đúng là thói đời này nhức chứng quá đi nghe lão thất nói thái hoàng thái hậu nói không cho quản chuyện này sẽ có người đối phó hắn ta vậy thì tốt nếu có người trừng trị hắn ta ai còn quan tâm đến chuyện xấu của hắn làm gì thấy hắn ta đã phiền nói xong cô ta khẽ thở dài một hơi thương mai thấy hồ hạnh nhi có vẻ giàu dĩ liền hỏi cô có tâm sự hồ hạnh nhi cầm chiếc nhẫn trong tay vẻ mặt thoáng do dự cô có biết gần đây giả dạ vương đã xảy ra chuyện gì không giả dạ vương thương mai ngẩn ra hắn ta làm sao nhắc đến mới nhớ tôi trở về lâu rồi mà còn chưa gặp hắn ta đấy. Hồ Hạnh Nhi cúi đầu nói, cũng không có gì, chỉ là thấy lâu rồi không thấy hắn ta nên muốn hỏi hắn ta đi đâu thôi. Thương Mai mỉm cười, đội oan gia vui vẻ các người bình thường gặp nhau liền đấu võ mồm, bây giờ hắn ta không đến làm phiền cô, cô ngứa miệng sao? Không phải, Hồ Hạnh Nhi đỏ mặt, nào có như cô nói chứ? Tôi và hắn ta còn không được coi là bạn bè nữa đấy không phải hắn ta đầu tư vào hạng mục mới của tôi sao chúng tôi cùng lắm chỉ được coi là bạn làm ăn tính chất cũng giống như công chúa và lương hầu gia tôi không gặp bạn làm ăn của mình hỏi thăm một tiếng không được sao cô đừng suy nghĩ lung tung thương mai nhìn chằm chằm nàng ta không hạnh nhi cô có thể gạt người khác nhưng không thể nói gạt tôi rõ ràng là cô có ý với hắn ta có phải vì cô cảm thấy cô chỉ là một cô gái tầm thường mà hắn ta lại là thân vương nên cô không xứng với hắn ta trời ơi cô là người hiện đại đấy sao lại có tư tưởng này chứ hồ hạnh nhi trừng mắt sao cô lại suy nghĩ như vậy tôi sẽ cảm thấy không xứng với hắn ta sao nàng ta dừng lại một lúc có vẻ phiền muộn xua tay nói được rồi tôi cũng ngại nói thật với cô quả thật tôi cũng hơi thích hắn ta lý do sao có lẽ cô cũng biết rồi dáng vẻ của hắn ta cũng không tệ con người cũng tốt nhưng không phải vì tôi cảm thấy không xứng với hắn ta mà ngược lại tôi cảm thấy hắn ta không xứng với tôi thì đúng hơn tuy hắn ta là thân vương nhưng hắn là người cổ hủ mà ở thời đại của chúng ta gọi là đồ đầu gỗ nói không chừng còn là một đống bùn nhão đấy cô kêu tôi yêu đương với đống bùn nhão sao no lần này đến lượt thương mai ngạc nhiên hạnh nhi à cô đúng là sống ở thời đại nào thì phải quen với thời đại đó không phải chúng ta đều đến đây rồi sao những người cô đã từng thấy có người nào đã không chết ở hiện đại lẽ nào cô dự định không kết hôn ở một mình sao cô thật đúng là độc thân cả đời thì đã sao ở hiện đại tôi cũng không có dự định kết hôn ở hiện đại cô vẫn chưa có bạn trai sao có bạn trai không có nghĩa là sẽ kết hôn kết hôn rất phiền phức còn phải sinh con đẻ cái cản trở sự nghiệp nàng ta nói xong thì liếc nhìn bụng thương mai cô may mắn làm vương phi không lo cơm áo gạo tiền gia nghiệp lại lớn, mười mấy trang viên cho cô sản xuất lương thực. Nếu cô xuyên thành nha hoàn, có thể yêu đến quên trời quên đất như vậy được không? Sợ là hầu hạ chủ nhân không tốt trở về bị bán cho mấy ông lão 7-80 tuổi làm thị thiếp luôn rồi. chương 832, là ân nhân thật sao? Câu này cũng đúng, thương mai nghe xong cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa. Nhưng sau đó lại nói tôi, lúc ta mới đến đây còn không bằng một nha hoàn nữa kia. Dù sao nha hoàn chỉ cần làm việc là có cơm ăn, còn ta? Hừ, chẳng qua chỉ là một con chó có thể hy sinh bất cứ lúc nào ở tướng phủ. Đúng là không dễ dàng gì, ta, ta lại càng khổ hơn. Hồ Hạnh nhi thở dài, bây giờ tất cả những gì ta có được đều là do ta cố gắng giành giật được, ta cũng không thể từ bỏ sự nghiệp của ta chỉ vì để thành thân sinh con được, vượt ra biên giới chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai. Đưa ra thị trường, Thương Mai cười nói hồ hạnh nhi nhụt trí ừ tình huống không cho phép hai người nhìn nhau cười đều có chút thổn thư xê buổi tối lão thất về thương mai hỏi dạo gần đây lão cửu đi đâu thế người về mà hắn cũng chưa từng đến thăm bận chuyện của tà hàn lâu tiểu tử nghiêm hút kia thật sự tìm được tổng bộ của tà hàn lâu mộ dung khanh nói thương mai đoán chắc cũng là vì thế nếu không vị vương ra thành thơi giả vương này lại còn bị thái hoàng thái hậu đuổi việc còn có thể bận chuyện gì nữa chứ sao vậy sao tự nhiên lại nhắc đến hắn mộ dung khanh bảo tiểu khuyên treo áo ngoài lên đỡ thương mai ngồi xuống hỏi hôm nay hạnh nhi đến hỏi thăm lão cửu thương mai rót nước cho hắn ăn cơm chưa ăn rồi hôm nay đến phủ của nhị ca để ông chuẩn bị vài hôm nữa lên đường đi xứ xuất phát đi đâu thương mai giật mình hỏi ta quyết định phái ông đến đại lương cầu hôn huyện chúa cũng đi cùng sau khi đi huyện chúa sẽ sắp xếp ở lại bên đó nghỉ ngơi chờ A Toàn và Ý Nhi quận chúa thành thân xong, nhị ca sẽ làm sứ thần ở lại bên đó một thời gian. Ở lại một thời gian? Ừ, mỗi năm ở 10 tháng, cuối năm về một lần. Mộ Dung Khanh cười nói. Thương Mai cũng rất vui vẻ, vậy thì tốt quá, bọn họ rời khỏi Đại Chu thì sẽ không có ai nói gì, bọn họ muốn làm gì thì làm cái đó. Suốt mấy năm qua cũng khổ cho An Thân Vương quá rồi, ông ấy cũng nên sống cuộc sống cho chính ông ấy. Đúng vậy, Thật ra đây là ý của lão tổ tông, lão tổ tông vốn tưởng nhị ca sẽ dẫn theo huyện chúa đi từ lâu rồi, nhưng không ngờ ông lại thành thật kiên định mà đợi, phải đợi được lời đồng ý của huyện chúa ông mới dẫn đi. Lão tổ tông còn nói ông đúng là đầu gỗ, đối với nữ nhân, nếu khuyên không được thì cứ việc trói mang đi luôn là được. Thương Mai cười, lão tổ tông khí phách thật. Cũng không phải lão tổ tông khí phách, mà là lão tổ tông hiểu biết nữ nhân, có lẽ lão tổ tông đã nhìn ra được huyện chúa cũng có tình cảm với nhị ca nếu không lão tổ tông cũng sẽ không nói như thế, con người của nhị ca, bình thường nàng cũng thấy rồi đó, là loại người nghiêm khắc biết tự kiềm chế, giữ gìn bản thân, không được huyện chúa đồng ý, ông không thể nào làm ra chuyện như thế, nếu không, lúc trước khi xuất trinh về ông cũng đã trói huyện chúa đi luôn rồi. Nếu trói đi từ sớm, có lẽ cũng làm mẫu thân ta đỡ chịu khổ mười mấy năm. Thương Mai không khỏi thở dài, gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm, đúng là rất bất đắc dĩ đời phải trải nghiệm mới biết được đúng sai, nếu năm xưa nhị ca cướp vợ, huyện chúa sẽ hận ông cả đời, khi đó bà cũng có tình cảm với hạ hòe quân, cũng do sau này lại xảy ra một vài chuyện mới khiến bà hết tình cảm. Đúng vậy, thương mai mỉm cười nhìn mộ dung khanh, không ngờ người cũng có hiểu biết chính xác về tình yêu đến thế. Mộ dung khanh nhìn cô, nói ra một câu cực kỳ xến xúa, say rồi mới rượu nồng, yêu rồi mới biết tình thâm. Thương Mai cười ngả ngửa, người học từ chỗ nào thế? Asakoko nói, mộ Dung Khanh cười nói, a "Asakoko đã thành thân chưa?" Thương Mai tò mò hỏi. "Không biết đã thành thân chưa, nhưng trước đây nghe lão tổ tông nói chuyện cùng bà có thể nghe ra được bà từng yêu một người." Tiểu Khuyên thấy hai người nói chuyện, không hề có ý định tắm rửa, lập tức đi ra ngoài chuẩn bị trà bánh. "Lão thất, người kể cho ta nghe chuyện trước đây của lão tổ tông và Asakoko đi, rốt cuộc lão tổ tông và Nhiếp Chính Vương Kình Thiên có quan hệ như thế nào?" Thương Mai tò mò hỏi, cô biết Nhiếp Chính Vương Kình Thiên là em chồng của Thái Hoàng Thái Hậu, chuyện này làm cô nhớ đến Hiếu Trang Bí Sử Đại Ngọc Nhi và Đa Nhĩ Cổn, còn có Trân Hoàn và Quả Quận Vương, không lẽ hai người bọn họ cũng là như thế? Mộ Dung Khanh nói, chuyện năm đó, phận làm con cháu như ta sao lại biết được chứ? Âu, Thương Mai hơi thất vọng, vậy ai biết? Có lẽ Lão Thái Quân biết. Mộ Dung Khanh suy nghĩ một chút nói. Thương Mai nói, vậy ngày mai ta đến thăm Lão Thái Quân, cũng thuận tiện hỏi Lão Thái Quân chuyện đã hứa với Đại Phu Ôn Yến, tuy hôm đó an nhiên Lão Vương Gia đã nói rất nhiều, nhưng ta vẫn có cảm giác Lão Vương Gia vẫn chưa nói ra một số chuyện bí mật nào đó. Có lẽ Lão Thái Quân sẽ biết được một chút chuyện về Đại Phu Ôn Yến, trước đây Đại Phu ông Ý từng đến Đại Chu, luôn trò chuyện cùng với Lão Tổ Tông và Lão Thái Quân, tình cảm của ba người khá thân thiết. Vậy ta phải đi hỏi thăm, nếu không sư phụ đến, ta còn chưa biết gì. Thương Mai giạt rào hứng thú nói. Từ khi biết ôn yến sắp đến, Thương Mai chưa từng ngừng kích động, luôn trong trạng thái phấn kích, cực kỳ muốn nghe chuyện của các các vị lão nhân gia. Trước kia cô không muốn tìm hiểu quá sâu về chuyện của Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng sau khi biết nhiếp chính vương kình thiên rồi, cô lại cảm thấy, nói không chừng câu chuyện xưa sẽ rất xuất sắc. Được, kêu nghiêm vinh và linh lợi đi cùng nàng, nhưng nàng phải về sớm, lúc chiều sẽ có vài người vào phủ, đến lúc đó nàng cũng ra xem thử. Ai thế?" Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh đỡ cô đến ghế trường kỷ, làm cô nửa nằm rồi nói, "Kêu bên Tố Nguyệt lâu chọn vài người chạy chân, sau này mấy người đó sẽ đi theo nàng, cho nên nàng phải chọn mấy người nàng thích." "Được." Thương Mai đồng ý, thật ra chọn hay không chọn cũng không quan trọng, vì cô biết lão thất chắc chắn đã điều tra lai lịch rồi, nếu không đáng tin cũng sẽ không đưa đến đây. Mộ Dung Khanh cũng leo lên giường nửa nằm cùng cô, để Thương Mai gối đầu lên vào hắn lúc tiểu khuyên bước vào thì nhìn thấy khung cảnh ấm áp này cười đến méo cả miệng đặt trà bánh lên trên bàn trà gỗ lê đặt cạnh trường kỷ xong lập tức lui ra mới bước ra đã thấy uyển tĩnh cầm sổ sách đến tiểu khuyên vội vàng nói uyển tĩnh tỷ ngày mai lại đến đi vương gia đang nói chuyện với vương phi uyển tĩnh vội vàng dừng chân cảm ơn tiểu khuyên vậy mai ta lại đến uyển tĩnh tỷ mama làm bánh còn dư lại một ít người ăn không Tiểu khuyên không còn địch ý với Uyển Tĩnh như trước nữa. Dù sao sau khi nàng đến đây, Quế Viên mới có thể đến thôn Trang làm quản sự. Uyển Tĩnh nhìn Tiểu khuyên bằng ánh mắt biết ơn, cảm ơn. Lát nữa ta sẽ đi lấy. Ở trong phủ, Tiểu khuyên tôn trọng nàng mới làm những hạ nhân khác cũng tôn trọng nàng như thế. Lúc trước có một số hạ nhân từng nói là nàng mơ ước vương gia, may mà Tiểu khuyên nổi giận, bảo mấy người nhiều chuyện kia câm mồm mới làm nàng sống những ngày tháng bình yên. Tiểu khuyên nói, bây giờ ta cũng đang rảnh, ta mang đến phòng thu chi cho ngươi, tiện đường mang một ít cho ngô đại phu luôn. Bước chân huyền tính hơi khựng lại, khẽ nhíu mày, tiểu khuyên, ngô đại phu kia là ân nhân của Vương Phi sao? Đúng vậy, là ông ta đã cứu Vương Phi, mà ma nói ta phải tiếp đái ông ta cho tốt. Tiểu khuyên nói, huyền tính khẽ ồ một tiếng, giống như đang kiềm chế, được, ta biết rồi. chương 833, chuyện xưa của Long Hậu Sáng hôm sau, thương mai dẫn theo Nghiêm Vinh và Linh Lợi đến phủ Trần Thái Quân. Vừa lúc Loan Loan cũng về nhà mẹ, trên thực tế, dạo gần đây nàng luôn ở lại nhà mẹ ruột. Cảnh này làm 12 chị dâu của nàng có rất nhiều ý kiến, bởi vì trông đứng trông ngồi mới gả nàng đi ra ngoài, không ngờ cứ hai bữa ba hôm lại chạy về nhà mẹ ruột, vì nàng là người đã gả ra ngoài, cho nên lão Thái Quân và Trần tướng quân lại càng quan tâm nàng hơn trước kia, cũng được hưởng thụ nhiều hơn trước đây. Lúc thương mai hồi kinh, Loan Loan vốn định đi thăm cô, nhưng Loan Loan thật sự không được ổn cho lắm, trước khi mang thai thì rất khỏe mạnh, ăn được ngủ được, có thể đập chết chuột cống, nhưng mà mới mang thai được khoảng 2 tháng thì bắt đầu xuất hiện đủ loại bệnh trạng của mang thai, ngày nào cũng ôm yếu giống như Tây Thi. Ngay cả tiêu thác nhìn thấy cũng đều hô to trước đây đã nhìn lầm nàng rồi, tưởng nàng là cọp cái, không ngờ lại là một con chuột con. Sau khi Loan Loan mang thai, không ngờ lại bắt đầu không quen ăn ngủ ở hầu phủ, tiêu thác bất đắc dĩ, đành đưa nàng về nhà mẹ ruột, dù sao nhà mẹ ruột cũng khá có kinh nghiệm về việc sinh để nuôi dưỡng con nít. Sống cuộc sống nhạt nhẽo ở nhà mẹ ruột mấy ngày, thương mai đến xem như giải cứu nàng, vừa thấy thương mai đã kéo cô đi kể khổ, nói mang thai vất vả như thế nào vân vân, kể khổ xong thì bắt đầu nôn ra hết tất cả những gì ăn vào ban sáng. Thương mai thấy nàng nôn, cũng nhịn không được nôn theo, trần lão thái quân đau đầu, đứng bên cạnh chỉ huy vú giả dày dặn kinh nghiệm dọn dẹp sạch sẽ, từ sau khi loan loan ăn sáng xong, vũ già đã chuẩn bị sẵn sàng để dọn dẹp, khó khăn lắm mới chờ nàng nôn ra, thật ra cũng không cần lão thái quân ra lệnh, mấy người đó đã dơ vũ khí. Cây trổi khăn lau linh tinh lại đây. Thương Mai thấy như thế, vội vàng nói với Loan Loan, người mau về nghỉ ngươi đi, ta nói vài câu với tổ mẫu của ngươi xong rồi lại đến phòng người tìm ngươi. Loan Loan nôn xong cũng ỉu xìu, chỉ muốn về nằm dài, lập tức kêu người đỡ nàng về, sau đó dặn dò mấy trăm lời kêu thương mai nhớ lại thăm nàng lão thái quân nhìn thương mai biết hôm nay cô không phải chỉ đến ngồi chơi đơn giản như thế lập tức cho hạ nhân lui hết nói vương phi muốn nói chuyện gì thương mai cười nói lão thái quân đúng là tinh mắt thật biết rõ trong lòng ta có chuyện muốn hỏi dạo gần đây trong kinh cũng không coi là quá loạn nhưng cũng chẳng yên bình lần này vương phi đến đây là vì chính sự sao lão thái quân hỏi thử Thương Mai xua tay, "Không, không, chúng ta là nữ tử không hỏi đến chuyện chính sự." Lão Thái Quân có hơi thất vọng, "Ồ, vậy vương phi có việc gì?" Thương Mai cũng không nói vội, lại có hơi tò mò vì sao lão Thái Quân lại thất vọng, "Lão Thái Quân, người nghĩ ta sẽ đến hỏi chuyện triều chính sao?" Lão Thái Quân cười cười, "Cũng không phải là nghĩ sẽ hỏi chuyện triều chính gì, ra rồi, không dùng được nữa, cũng không giúp được chuyện gì." Thương Mai nhìn bà, lập tức hơi hiểu ra. Trước khi lão thất chưa trở về, thái hoàng thái hậu chống đỡ một mình cũng không thèm tìm bà giúp đỡ, bà có hơi mất mát. Thương Mai nói, lão thái quân là vị tướng nổi danh của đại trung, không thể tùy tiện nhờ người, nếu cần đến người, đó là lúc quốc gia có nạn lớn. Lão thái quân cười khổ, lão thân tự hiểu lấy, cho dù quốc gia có nạn lớn thì với cái thân xác già nua này cũng không làm được chuyện gì, thôi, không nói mấy chuyện này nữa, vương phi muốn nói gì với lão thân? đầu tiên thương mai kể lại những chuyện cô và lão thất đã trải qua ở miếu long vương cho lão thái quân nghe sau đó hỏi lão thất nói nếu muốn biết chuyện của thái hoàng thái hậu và kình thiên nhiếp chính vương thì tốt nhất nên đến hỏi người cho nên là ta đến đây là vì chuyện này người tò mò chuyện nhiếp chính vương kình thiên hay là tò mò về thái hoàng thái hậu thương mai cười nói không phải giống nhau cả sao lão thái quân cũng cười giống nhau bà hấp một ngụm trà hơi nước trong nước trà bay lên làm khuôn mặt của bà giấu sau lớp sương mù trông có chút xa xăm nói chuyện thái hoàng thái hậu trước đi lúc trước thánh tổ bệnh nặng trung hiến thái hậu và hoàng hậu đều là người nhà họ đồng vì để ngăn cản nhà ngoại lớn mạnh lúc thánh tổ bệnh nặng đã hạ một đạo thánh chỉ muốn hoàng hậu tuẫn táng để cắt đứt thế lực của nhà họ đồng trung hiến thái hậu vì muốn cứ hoàng hậu nên đã phế bỏ nhà họ đồng cùng lúc đó âm thầm giao dịch với long tướng muốn con gái của long tướng vào cung làm hậu con gái của Long Tướng cũng chính là Thái Hoàng Thái Hậu Long Triển Nhan. Long Tướng là người cùng phe với nhà họ đồng, hy sinh một người con gái không được yêu thương lại có thể nịnh bợ nhà họ đồng, sao lại không làm. Vì thế Trung Hiến Thái Hậu hạ chỉ sắc phong Long Triển Nhan làm Hoàng Hậu. Lúc đó mọi người đều cho rằng sau khi Long Hậu vào cung rồi, Thánh Tổ sẽ không chịu đựng được nổi nữa, dù sao lúc ấy sau khi hạ chỉ muốn Hoàng Hậu tuấn táng xong thì cũng ông cũng hôn mê, ai ngờ sau khi Long Hậu vào cung, Thánh Tổ lại tỉnh lại, Biết đã trung âm mưu của Trung Hiến Thái Hậu, lại biết được thân phận chân chính của Long Hậu, lập tức làm một cuộc giao dịch với Long Hậu, bảo bà tiếp tục làm Hoàng Hậu giả, bảo vệ Giang Sơn Đại Chu, lúc ấy quốc hiệu của Đại Chu vẫn là Lương, sau này Huệ Tổ lên. Vào thời điểm đó quốc lực vượt qua Đại Lương Quốc mới sửa quốc hiệu Thành Chu, xưng là Đại Chu. Thương Mai ngắt lời bà, người nói Thánh Tổ biết được thân phận thật sự của Thái Hoàng Thái Hậu, thân phận thật sự của Thái Hoàng Thái Hậu không phải là con gái của Long Tướng sao? Thương Mai không khỏi thở dài, thừa tướng của Đại Chu, hơn phân nửa đều là loại người bán nữ cầu vinh. Lão Thái Quân liếc nhìn Thương Mai, đến bây giờ người vẫn còn cho rằng Thái Hoàng Thái Hậu chỉ là một người bình thường sao. Thương Mai cười mỉa, đương nhiên không nghĩ như thế, nhưng lại quá kỳ dị, cũng không dám nghĩ quá xa. Phải giữ vững phòng tuyến khoa học cuối cùng chứ. Lão Thái Quân cầm tách trà lên, nhẹ nhàng vuốt ve viền vàng quanh ly, bây giờ tạm thời không nhắc đến thân phận thật sự của Thái Hoàng Thái Hậu, dù sao cũng không phải là người thường, lúc nãy đã nói đến sau khi Thánh Tổ biết được thân phận của bà, đã có ước hẹn với bà, hủy bỏ ý chỉ muốn hoàng hậu tuấn táng, nhưng muốn bà giúp đỡ hoàng đế mới, Long hậu đồng ý, cho nên Long hậu và Thánh Tổ chỉ là phu thê giả, tất cả chỉ là một cuộc giao dịch, cho nên sau này mới có chuyện giữa NVC Kình Thiên và Thái hoàng Thái hậu. Sau khi Thánh Tổ băng hà, Long hậu được phong làm Mẫu hậu Hoàng Thái hậu, đồng hoàng hậu lúc trước được phong làm Thánh mẫu Hoàng Thái hậu vương gia mộ dung kình thiên được phong làm nhiếp chính vương, giúp đỡ hoàng đế mới, hai người bọn họ phối hợp rất tốt. Lão Thái Quân kể hơn một canh giờ, thường mai nghe mê mẩn, kích động đến muốn nhảy cẳng lên, lúc giận thì chửi âm, khi vui sướng, khi vỗ tay kinh ngạc cảm thán, thổn thức không ngừng với chuyện tình nhấp nhô giữa Thái Hoàng Thái Hậu và nhiếp chính vương kình thiên. Sau khi nghe xong, một lúc lâu sau cô vẫn không thể bình tĩnh lại, kỳ nữ tử, đúng là kỳ nữ tử. Lão Thái Quân cười nói, người cũng không phải là người đầu tiên nói như thế, cũng không phải là người cuối cùng. Thương Mai mê mẩn một lúc, lại hỏi, Lão Thái Quân hiểu biết bao nhiêu về Đại Phu Ôn Yến. Đại Phu Ôn Yến, Trần Lão Thái Quân ngẩn ra, sao tự nhiên lại nhắc đến Đại Phu Ôn Yến. Bà sắp đến Kinh Thành, Lão Thất nói lúc trước Đại Phu Ôn Yến từng đến Đại Chu, Thái Hoàng Thái Hậu, người, còn có Đại Phu Ôn Yến đã trò chuyện với nhau một lúc lâu, cho nên ta nghĩ có lẽ người cũng biết đôi chút về Đại phu Ôn Yến. Thương Mai thán phục, lão thái quân giấu kỹ thật, lúc trước chưa từng lộ ra vẻ bà quen biết với Đại phu Ôn Yến, thậm chí khi nhắc đến Đại phu Ôn Yến, bà cũng làm ra vẻ như không hề quen biết. Chương 834, thật nhiều kỳ nữ tử. Lão thái quân vô cùng khiếp sợ, bà ta sắp đến. Thương Mai nhìn gương mặt kích động của lão thái quân, cười nói, đúng vậy, bà ta sắp đến, có lẽ có khả năng còn làm sư phụ của ta. Lão Thái Quân liên tục thở dài, nhịn không được bộc lộ niềm vui sướng, lâu lắm rồi không gặp, ta còn tưởng bà ta đã chết, không ngờ vẫn còn sống, tốt thật, tốt thật. Thương Mai đứng dậy rót đầu tách trà cho bà, người nói tiếp đi. Lão Thái Quân vẫn còn rất kích động, thật ra lão thân cũng không biết quá nhiều chuyện về đại phu ôn yến, nhưng từng gặp mặt trò chuyện cùng bà, rất thoải mái, bà là cái loại người. Không hề làm giá kiêu căng, dịu dàng, thông minh, tốt bụng, ấm áp, tấm lòng rất rất tốt, giống như. Lão Thái Quân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đúng là làm khó bà, bà moi hết cả vốn từ ra cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung. Thương Mai suy nghĩ một lúc, nói, giống Bồ Tát. Lão Thái Quân cười cười, thật ra là giống nữ Bồ Tát, nhưng vì muốn phân biệt với nữ Bồ Tát Đại Phu Lâm Hải Hải của nước Đại Hưng nên lão thân muốn đổi một cách hình dung khác, nhưng lại không nghĩ ra được, chẳng qua đúng là giống như nữ Bồ Tát, Lâm Hải Hải của nước Đại Hưng, Thương Mai nghe mà đầu đột nhiên lóe lên, đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe được tên này, lần đầu nghe cảm thấy rất quen, lúc đó còn nghĩ cháu gái của giáo sư Lâm mà cô đi theo học trung y không phải cũng gọi là Lâm Hải Hải sao? Lúc đến khám bệnh tại gia gặp phải tai nạn xe cộ đã chết, lúc đó khi cô biết được tin này còn vô cùng hoảng sợ, cô gái kia đúng là một vị bác sĩ tốt. Nhưng vị Lâm Hải Hải này có phải là cháu gái của giáo sư Lâm không? Lâm Hải Hải của Đại Hưng cũng là một nhân vật truyền kỳ, cho dù Thái Hoàng Thái Hậu nhắc đến bà ta cũng mang có chút kính ngưỡng, đây là chuyện rất hiếm có, ít nhất lão thân đi theo Thái Hoàng Thái Hậu nhiều năm như thế, chưa bao giờ thấy bà tôn kính với ai cả. Thương Mai càng ngày càng cảm thấy thần kỳ, nếu có một ngày cô có thể rời khỏi đây, cô thật sự muốn đi khắp bảy quốc gia, muốn kết bạn với những nữ tử truyền kỳ của những quốc gia đó. Đại Chu có Thái Hoàng Thái Hậu và Lão Thái Quân. Lương Quốc có Đại Phu Ôn Yến, Bắc Mạc có vị nữ tướng quân Tần Châu. Nước Đại Hưng có Đại Phu Lâm Hải Hải. Vương Triều Đại Viêm có một vị Long Tinh Nhi. Lão Thái Quân thấy cô có hứng thú, lập tức kể đủ loại chuyện truyền kỳ của bảy quốc gia cho cô. Sau khi thương mai nghe xong thì đã đến trưa, cô nhớ Lão Thất Bảo cô về sớm, nên huyền chuyển từ chối lời mời ở lại ăn cơm của Lão Thái Quân, đi sang chào hỏi với Loan Loan rồi ra về. Trở về phủ, cơm trưa vừa mới chuẩn bị xong, Mama nói, Vương Gia vẫn chưa về, người ăn canh trước đi. Thương Mai nói, cứ để đó, ta chưa đói. Ăn canh không no, người phải ăn canh mỗi ngày. Ma Ma cười nói, nô tỳ đã bắt đầu nấu canh từ sáng sớm. Thương Mai tưởng phổ cập khoa học cho bà biết canh nấu quá lửa sẽ có hàm lượng purine cao, nhưng nghĩ đến ý tốt của bà, cũng cười nói, được rồi, ta ăn, ta ăn. Vậy mới đúng, Ma Ma quay đầu ra lệnh cho Tiểu Khuyên đi xuống bưng canh lên, bà đi vào trong tìm một cái áo ngoài khá dày màu nhà thêu hoa văn hoa hải đường, hôm nay lạnh hơn hôm qua nhiều, thay áo khác đi. Thương Mai xoa tay, đúng là đột ngột lạnh hơn, sáng hôm nay khi ta ra ngoài vẫn chưa thấy lạnh. Năm nay lạnh khá sớm, trời đông giá rét rất khó chịu đựng. Ma Ma thở dài nói, bây giờ người vẫn còn đỡ, chờ bụng lớn hơn, hoạt động không tiện cũng chỉ có thể ngồi ở trong phòng, không tốt cho việc sinh nở. Thương Mai ngồi xuống, Nhìn dáng vẻ căng thẳng của mama, an ủi, không sai, ăn mặc dày một chút là được, thai phụ cũng giống như người bình thường, nếu quá căng thẳng thì lại càng mảnh mai hơn. Mama chỉnh sửa lại búi tóc cho cô, gió thu thổi suốt một đoạn đường, búi tóc đã hơi lỏng lẻo, cả đời nữ tử chỉ được mảnh mai có vài lần, đến khi mang thai mà cũng không mảnh mai thì khi nào mới mảnh mai. Chờ đến khi em bé ra đời thì đến lượt em bé mảnh mai rồi. Mấy lần Thương Mai cười nói, không lẽ người còn muốn ta sinh thêm vài đứa sao? Kế hoạch hóa gia đình, một đứa bắt đầu hai đứa kết thúc. Kế hoạch hóa gia đình là gì? Nếu sinh được được nhiên phải sinh nhiều, còn đông nhiều phúc, vương phi là người có phúc, phải sinh vài thế tử quận chúa mới tốt. Mama cho rằng, chỉ khi nữ tử sinh được con nối dõi thì mới được nhà chồng coi trọng, bây giờ vương gia rất tốt với vương phi, nhưng không thể bảo đảm được sau này vương phi lớn tuổi rồi vương gia vừa ý mấy cô nương trẻ đẹp mới, dù sao cũng có con nối dỗi củng cố vị trí, không đến mức bị người khác dễ dàng cướp mất. Mama đã thấy rất nhiều câu chuyện kẻ cũng người mới rồi. Lúc mới thấy thì cảm thấy chua xót, sau đó cũng chết lặng, bây giờ bởi vì là thương mai, bà nghĩ phải sử dụng hết tất cả thủ đoạn của bản thân cũng không thể để thương mai gặp phải những tổn thương như thế. Mama thấy thương mai không quá để ý đến vấn đề này, tiếp tục lại nhảy nói một ít, nói đến mức chính bà cũng cảm thấy bản thân rong dài mới tổng kết con do mình sinh dù sao cũng tốt hơn do người khác sinh tuy nói sau này nếu có chắc phi sinh con thì cũng phải gọi người là mẫu phi nhưng cũng có ngăn cách dù sao cũng không thân bằng con do chính mình sinh vừa lúc tiểu khuyên bưng canh vào nghe ma ma nói thế hai mắt muốn lọt xuống đất chắc phi chắc phi ở đâu ra vương ra muốn lập chắc phi sao cho dù là nam tử bình thường thì tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường thấy chớ nói chi đến quý tộc trong hoàng cung, vương gia chúng ta lại là người cao quý như thế, thân vương đại chu đều có thể nạp hai chắc phi, bây giờ không có, nhưng không thể đảm bảo sau này cũng sẽ không có. Mama ma làm nhảm đến phát hiền, nói đến cùng bà suốt đêm không ngủ được cũng là vì lo lắng chuyện này. Tiểu khuyên buông canh xuống nói, Mama, người cứ luôn nói miệng ta hay nói của, chuyện này còn chưa xảy ra mà ngươi đã bắt đầu lại nhảy mải, đừng có để cuối cùng lại làm lão nhân ra ngươi nói chúng đó. Mama ngẩn ra, sau đó tự vả miệng phi, phi, sau này không nói nữa. Thương Mai cảm thấy cô cần phải nói chuyện rõ ràng với mama, nếu không sau này mama sẽ mắc chứng rối loạn lo âu mất. Đang định nói thì thấy Linh Lợi bước vào, vương gia đã về. Thương Mai ngẩng đầu, thấy lão thất dẫn theo vài người bước vào sân, cô vội vàng đứng dậy định đi ra ngoài, lại bị mama đè lại, đừng có đi gấp, ăn canh xong rồi đi, bọn họ đến để hầu hạ vương phi, cứ để bọn họ chờ. Thương Mai chỉ đành nhanh chóng ăn canh, nhận được sự đồng ý của Mama mới đi ra ngoài. Mộ Dung Khanh ở trong sân dặn dò vài câu, xoay người thấy Thương Mai ra đến, hắn mỉm cười chào đón, đến đúng lúc lắm, mau nhìn xem. Thương Mai đứng yên, mấy người kia lập tức bước lên hành lễ, tham kiến Vương Phi. Thương Mai khẽ gật đầu, Mộ Dung Khanh lập tức kéo cô sang một bên. Tổng cộng có 8 người, Mộ Dung Khanh muốn 8 người này đều ở lại, nhưng cần phải chọn ba bốn người đi theo thương mai ra ngoài, cho nên mới cần cô vừa ý mới được. Những người cô chọn còn dư lại sẽ âm thầm bảo vệ cô, hơn phân nửa là sẽ không xuất hiện, trừ khi cô gặp tình huống nguy hiểm. Thương Mai nghe xong ý của mộ dung khanh, nói, không cần chọn đến bốn người đi theo ta, hai người là được rồi, không phải còn có linh lợi đi theo ta sao? Những người còn lại thì cứ bồi dưỡng như ám vệ đi. Tám người này đều do Tố Nguyệt Lâu chọn thay, đến từ danh môn chính phái, là một ít cao thủ nổi tiếng trong chốn võ lâm. Đọc tiểu thuyết phó hiệp thấy những cao thủ đó hành tẩu giang hồ, vô cùng sảng khoái, nhưng lại xem nhẹ vấn đề bọn họ cũng cần phải ăn cơm. Nổi tiếng cũng chỉ để bán võ nghệ của bản thân với giá cao hơn một chút mà thôi. chương 835, chuẩn bị hòa thân. Tám người này không biết suốt cuộc mộ dung khanh muốn chọn bao nhiêu người, cho nên khi mộ dung khanh và thương mai quay về, cả đám đều tha thiết nhìn thương mai, chờ cô chọn lựa. Trừ vấn đề ăn cơm cơ bản này ra, phần lớn các cao thủ đều có lý tưởng, những gia đình giàu có mươn cao thủ, trừ khi ra giá rất cao, nếu không rất khó mướn được cao thủ nhất lưu, bởi vì ngoại trừ dựa vào việc đánh đánh giết giết để kiếm tiền ra, gần như không còn tương lai nào khác. Nhưng vào nhà quý tộc quan lại thì khác, nếu được chủ nhân xem trọng, để bạt vào trong quân làm tiểu tướng, tương lai sau này sẽ rộng mở. Đặc biệt là phủ nhiếp chính vương càng làm cho các cao thủ đổ xô mà đến. Thương Mai chỉ bừa hai người hỏi, các ngươi tên gì? Bẩm Vương Phi, ta tên Hạ Vân. Bẩm Vương Phi, ta tên Địch Thủy. Mắt hai người lộ ra vẻ vui vẻ, vội vàng chắp tay trả lời. Thương Mai khẽ gật đầu với Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh nói với hai người, hai người ở lại, sau này bảo vệ Vương Phi, bổn Vương sẽ sai người sắp xếp các người ở phòng bên. Tạ Vương ra, hai người lớn tiếng nói. Sáu người còn lại thấy Mộ Dung Khanh đã chọn xong, không khỏi thấy vọng chắp tay đỉnh cáo lui. Mộ Dung Khanh lại nói, các ngươi cũng ở lại, sẽ có ám vệ đến hướng dẫn các ngươi, sau này các ngươi âm thầm phụ trách việc bảo vệ Vương Phi, 6 người chia 2 ca, mỗi ca ba người. Sáu người vui vẻ nói, vâng, tạ Vương ra. Các ngươi đến chỗ Vương Đại Nhân báo địa chỉ, hộ tịch vân vân lại trước, lại ký hợp đồng thuê, tiền tiêu mỗi tháng sẽ phát vào ngày 30, tạm thời là 10 lượng bạc một tháng, các phúc lợi khác thấp hơn Vương Đại Nhân một bậc, ở lại trong phủ, chi phí ăn uống cũng do vương phủ chi trả. Mọi người nghe tiền lương mỗi tháng đến 10 lượt, đã xem như rất cao, lập tức vô cùng vui vẻ nói. Vâng, tạ vương ra. Đi thôi, mộ dung khanh gật đầu, sau đó nói với địch thủy và hạ vân, hai người sắp xếp xong lập tức lại đây, linh lợi sẽ nói cho các người nghe quy tắc trong phủ này. Vâng, vương tuấn lập tức dẫn 8 người xuống. Linh lợi cười nói, tốt quá, sau này ta có mấy tên tùy tùng rồi thương mai trêu chọc còn không phải sao, nói không chừng tùy tùng của ngươi còn giỏi võ hơn cả ngươi nữa. Chưa chắc đâu, Linh Lợi kiêu ngạo nói, hơn nữa cho dù võ công của ta không bằng bọn họ, khinh công cũng sẽ giỏi hơn họ. Nói thế cũng đúng, Linh Lợi có khinh công rất tốt, nói chính xác hơn là người của Tố Nguyệt Lâu đều có khinh công rất giỏi. Mộ Dung Khanh cũng khá vui vẻ, góp vui, vẫn là Linh Lợi có lời hơn, không tốn bạc. Linh Lợi nói, còn không phải sao ta vẫn còn lãnh lương tháng của Tố Nguyệt lâu, nhưng mà vương gia cũng hào phóng thật đó, một tháng cho đến 10 lượng bạc, mấy gia đình bình thường cho 4 năm lượng đã là khá tốt rồi. Thương Mai thầm so sánh tính toán trong lòng, thật ra cũng rất khó mà so sánh ra được, vào chiều thanh, 10 lượng bạc khoảng 30 triệu, đây là dùng giá gạo lúc đó để làm tiêu chuẩn. Còn ở Đại Chu, 10 lượng bạc chắc khoảng 90 triệu, bình thường tiền lương của nha hoàn cũng chỉ khoảng 2 đến 5 đồng, Nhà hoàn chính hoặc là quản lý mới được hơn một lượng, cũng là hơn 9 triệu. Đúng là học vẫn tốt hơn, tốt xấu gì vẫn có đường ra. Cho dù là tiên sinh dạy học cũng không có nhiều tiền nhập học như thế, trừ khi khá nổi tiếng. Mama thấy chọn xong rồi, lập tức nói, mau ăn cơm đi, Vương Phi đói bụng rồi. Thương Mai cười nói, ta vừa mới ăn canh, sao mà đói được. Mama, người đang nuôi ta như nuôi heo đó. Rất muốn làm thế đấy. Linh lợi cười nói, một ngày chuẩn bị cho người sáu bữa, ăn xong còn phải nôn ra, phiền phức thật, không ăn luôn cho rồi. Mama ma giọng xem người nói này, không ăn mà được sao. Tuy là có nôn ra, nhưng cũng không phải nôn sạch hết, dù sao cũng vào được một chút, vương phi quá gầy, cần phải ăn nhiều vào. Thương Mai và Mộ Dung Khanh đi vào, cười nói, lúc nãy Mama còn nói muốn ta sinh thêm vài đứa nữa, sợ sau này người sẽ tìm chắc phi ma ma dậm chân, sao Vương Phi lại có thể nói như thế chứ? Nô tỳ lo lắng chuyện này hồi nào? Mộ Dung khanh nhíu mày, không, chỉ sinh một đứa thôi là đủ rồi, nhìn nàng mấy hôm nay khó chịu như vậy, bổn Vương đau lòng muốn chết rồi. Ma ma ngẩn ra một chút, sau đó lại cười tươi giói, cũng không nói gì, phất tay bảo Tiểu Khuyên đi truyền cơm lên. Việc truyền cơm này, bà không bao giờ sai người nào trừ Tiểu Khuyên ra, nếu bà bận việc cũng nhất định sẽ gọi tiểu khuyên hoặc linh lợi để ý kỹ lưỡng, ở trong cung nhìn quen nhiều chiêu trò hạ độc, bà thật sự rất sợ hãi. Thương Mai giúp mộ dung khanh cởi áo ngoài ra, nhẹ nhàng nói, bây giờ mama đã trở thành đại sư căng thẳng rồi, lúc lại lo ta ăn không vô, lúc lại lo người sẽ tìm chắc phi, ta cứ có cảm giác là bà mang thai chứ không phải ta, lát nữa lúc ăn cơm người nghĩ cách gì đó làm bà yên tâm một chút, nếu không người khổ sở vẫn là ta. Mộ Dung Khanh nói: "Bà ta cứ thích lo lắng suông, bắt đầu từ hôm thành thân thì ta đã không muốn tìm chắc phi nữa, có một mình nàng là đủ rồi, còn chuyện con nối dõi, ngay từ đầu ta đã nói cứ xem duyên phận, nếu có thì sinh ra, nếu không cũng là do số mệnh của ta không có phúc phần này. Nàng có thai, đúng là ta rất vui vẻ, nhưng nếu nàng không có thai, ta cũng sẽ không tìm chắc phi sinh." "Ta hiểu suy nghĩ của người, nhưng mama, cuộc đời bà đã gặp quá nhiều nam tử có mới nới cũ." thấy quá nhiều ví dụ nữ tử không có con nên không được yêu thương. Bà ta rất tốt với nàng, mộ dung khanh ôm cô, thừa dịp mama và tiểu khuyên chưa đến, hôn cô thật mạnh. Thương Mai cười tránh hắn, đúng vậy, bà ta đối xử với ta rất tốt, lúc trước khi ta còn khó khăn bà đã đi theo ta rồi, tuy bà luôn nói bà đặt tất cả vốn liếng lên người ta là vì muốn sau này được sống trong sung sướng, nhưng nếu không thập lòng yêu thương thì bà cũng sẽ không lo lắng đến thế. Sau khi huyện chúa rời khỏi Đại Chu, Nàng sẽ không ba không mẹ, vốn huyện chúa cũng không phải là mẫu thân của nàng, có mama như trưởng bối quan tâm nàng, ta cũng cảm thấy được an ủi. Đúng vậy, Thương Mai thổn thức một lúc lại hỏi, khi nào thì Mẫu thân và An thân Vương đi đại lương? Cũng sắp rồi, bây giờ đang chuẩn bị, sinh lễ cũng không thể thiếu được, Đại Chu và Đại Lương đã thân thiết rất nhiều năm, bây giờ lại cưới con gái của thái tử, lão tổ tông nói, tuy ý nhi chỉ là quận chúa, một khi hòa thân đến Đại Chu của chúng ta, chắc chắn phải được phong làm công chúa, cho nên xính lễ đều chuẩn bị dựa theo quy cách của công chúa. Mộ Dung Khanh nói, thương mai rất vui vẻ, chắc lương vương trông đến dài cổ rồi đúng không? Còn không phải sao, bây giờ hắn đang thúc giục lễ bộ làm nhanh lên kia, rảnh rỗi lại chạy đến phủ nhị ca, nói đủ lời ngon ngọt, cũng là vì muốn nhị ca làm chuyện này vẻ vang lên một chút. Thương Mai nhớ đến Lưu Nguyệt và Ý Nhi, nói, sau khi Ý Nhi gả lại đây, chỉ sợ Lưu Nguyệt sẽ không yên tâm dù sao mẹ con bọn họ đã gắn bó nhiều năm, con gái muốn đi sang nước khác, sao người làm mẹ có thể yên tâm được. Mộ Dung Khanh lại cười nói, Lưu Nguyệt về Đại Lương không được bao lâu là đã chạy nữa rồi, bây giờ Tống Đoan Dương đang rất đau đầu, phát lệnh truy nã khắp nơi, nói là muốn bắt đạo tặc Lưu Nguyệt này về quy án. Thương Mai bát cười, Lưu Nguyệt không chịu sống yên sao? Sao cứ thích bầy lắm trò như thế? Nhưng Lưu Nguyệt đã tự do quen rồi, làm sao quen nổi cuộc sống ở Đông Cung chứ? Tống Đoan Dương còn phải phiền một thời gian nữa. chương 836, mẹ con đánh nhau. Bên phía lễ bộ đúng là đã chạy gãy chân, quan viên lớn nhỏ ở lễ bộ đừng nói là ăn cơm, đến cả thời gian uống nước cũng không có, bên này phải chuẩn bị xính lễ đi nghị thân với đại lương, bên kia còn phải chuẩn bị của hồi môn cho trưởng công chúa, tuy là có nội phủ giúp đỡ, nhưng rất nhiều lễ nghi phiền phức vẫn phải đến tay lễ bộ. Mộ Dung Khanh cũng dần đi sớm về trễ, Thương Mai thì yên tâm ngồi chờ đại phu ôn yến đến. Lúc trước nói hai hôm, nhưng bây giờ đã qua bốn ngày nhưng vẫn chưa thấy đến. Sáng sớm hôm nay, Thái Hoàng Thái Hậu hạ lên bảo Thương Mai vào cung làm kiểm tra và khám bệnh bước đầu cho Hoàng đế, chữa trị cụ thể lại chờ đại phu ôn yến đến lại nói. Vốn hôm nay huyện chúa nói muốn đến, Thương Mai chỉ đành phái người sang báo cho bà, để bà buổi chiều hãy đến đây. Từ sau lần trước đến giờ, huyện chúa vẫn luôn dưỡng thương trong phủ, lúc thương mai về bà đã nói muốn sang đây, an thân vương lại không cho bà đi, nói không có việc gì quan trọng hơn việc dưỡng thương. Thương Mai cũng không sang đó là vì An Thân Vương nói sau khi huyện chúa nhìn thấy Thương Mai sẽ kích động, ảnh hưởng đến vết thương, tình mẹ con làm sao quan trọng được bằng vết thương. Cho nên cũng bị cấm đến. Ăn sáng xong, Thương Mai dẫn theo Linh Lợi đi ra ngoài. Địch Thủy và Hạ Vân chắc chắn cũng sẽ đi theo, hai người cưỡi ngựa đi theo phía sau xe, đoàn người cũng không quá bắt mắt, chỉ giống như cách những người thuộc gia đình giàu có đi ra ngoài, thậm chí trông còn có hơi đơn giản. Thương Mai cũng không thích khoe khoang, có thể không hấp dẫn sự chú ý của người khá là tốt nhất. Xe ngựa chạy lộc cộc trên đường đá xanh, đường phố bắt đầu nhộn nhọp, các cửa hàng bán thức ăn sáng là nhiều nhất trên con đường buổi sáng, bánh bao nóng hổi và mì thơm phức, mùi khói dầu rất nồng nặc. Thương Mai vén rèm nhìn bá tánh bận rộn, trong lòng cảm thấy rất chân thật. Úi, đó không phải là phu nhân Nguyệt Nhung sao?" Linh Lợi ngồi ở bên kia đột nhiên nói, hình như đang cãi nhau với ai đó. Đã lâu lắm rồi không nghe thấy tên này, Thương Mai gần như quên mất bà. Linh Lợi cười quái dị, là Hạ Oanh Nhiễm. Nàng kêu xa phu ngừng xe ngựa lại, nằm bò trên cửa sổ xem. Thương Mai vốn không muốn xem, cô luôn xem như Hạ Oanh Nhiễm và phu nhân Nguyệt Nhung đã chết. Nhưng nghe được tiếng mắng chửi chói tai từ bên ngoài truyền đến, Thương Mai cũng có chút hứng thú, nhích người sang, xem cùng với Linh Lợi. Đúng là Trần Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm, mặt của Hạ Oanh Nhiễm đã không thể nhìn rõ nữa, trông chất vết thương, mặc một bộ váy dài bằng gấm đã giặt đến bạc màu, chỗ bên hông đã nhăn nhúm, không biết là quần áo cũ đào từ đâu ra. Còn phu nhân Nguyệt Nhung thì sắc mặt vẫn còn tốt, nhưng gầy hơn so với trước kia, mặc một cái áo vải thường màu xanh đá thuê hoa nhỏ, vô cùng giản dị, đeo một cái tạp dề dơ giấy, đứng trước quán bán thịt heo, bên cạnh còn có một người hán tử vai u thịt bắp mặt mày dữ tợn. Thương Mai nhớ rõ cuối cùng Trần Nguyệt Nhung đi theo một người giết heo, chắc là người đang đứng bên cạnh bà, bây giờ mặt ông ta trông có vẻ rất mất kiên nhẫn, giơ đao chặt xương lên cao, lớn tiếng nói, tránh ra tránh ra, đừng có cản đường ông đây buôn bán, nhìn dáng vẻ nghèo kiết xác của ngươi, cũng không phải loại người ăn nổi thịt heo, cút cút cút. Nói xong lại cua đao, thịt vụn dính trên đao văng ra ngoài, thiếu chút nữa dính lên người hạ oanh nhiễm. Hạ Oanh nhiễm nhíu mày, chán ghét nhìn người giết heo, nói với Trần Nguyệt Nhung, người nhìn xem người tìm hạng người gì kia. Có thấy mất mặt không? Trần Nguyệt Nhung tức giận nói, được, ta biết người treo cao lên thái tử, vậy người về mà hưởng phúc của người đi, tìm ta làm gì? Đi đi, người trả bạc cho ta, ta lập tức đi ngay, người tưởng ta thích đứng ở cái chỗ giờ giấy này lắm sao? Hạ Oanh nhiễm hừ lạnh nói. Trần Nguyệt Nhung nhíu mày, ta lấy đâu ra bạc? Ngươi đừng có quậy phá cản trở việc buôn bán của ta. Sao lại không có? Hạ oanh nhiễm không cam lòng nói. Lúc trước đệ đệ cho ngươi 100 lượng bạc, ta tính toán rõ ràng. Khi đó chúng ta nhiều lắm chỉ tiêu 50 lượng. Chắc chắn ngươi đã lấy 50 lượng còn dư lại rồi. Còn dư 50 lượng, ta và ngươi chia đều cũng phải trả lại cho ta 25 lượng. Trần Nguyệt Nhung tức giận nói, người đúng là ăn nói bậy bạ, 100 lượng đó đã bị người tiêu xài sạch từ lâu rồi, chỉ tính riêng tiền song phấn cho ngươi đã là bao nhiêu rồi. Chi phí ăn uống tiêu dùng ngươi đều đòi đồ tốt, kêu ngươi tiết kiệm ngươi lại không nghe, bây giờ xài hết bạc rồi, ngươi lại đến chỗ ta lừa bịp tống tiền đúng không? Nói cho ngươi biết, tình cảm mẹ con của chúng ta đã hết từ lâu, lúc ngươi cho rằng ngươi sắp được hưởng phúc thì đá văng ta đi, ta tìm được đường sống, cũng vốn định dẫn ngươi đi, nhưng ngươi lại có thái độ thế nào hả? Ngươi đừng có ăn nói khó nghe như thế, lúc đó bạc đều nằm trong tay ngươi mấy thứ son phấn kia ta cũng chẳng dùng được bao nhiêu, còn rốt cuộc tiêu hết bao nhiêu bạc thì trong lòng ngươi tự hiểu rõ, ta đã hỏi thăm qua rồi, hộp phấn mặt ba lượng mà ngươi nói thật ra chỉ có một đồng bạc, còn dư lại đều bị ngươi nuốt riêng hết. Người qua đường dần dần vây lại xem, biết được thân phận của hai người, đều vây quanh chỉ chỉ trò trò. Bây giờ Trần Nguyệt Nhung đã theo nam nhân, bà không biết xấu hổ nhưng nam nhân của bà vẫn còn muốn mặt mũi, thấy mọi người vây lại xem, sắc mặt của người giết heo đã rất tệ, bà lập tức nổi giận, số bạc đó là con trai của ta cho ta, không nói đến chuyện ta đã dùng hết toàn bộ số bạc đó cho ngươi, cho dù ta có tự tiêu xài hoặc là giấu đi thì đó cũng là chuyện đương nhiên, vì sao ta phải đưa cho ngươi chứ? Nếu không phải tại ngươi, ta cũng không đến mức rơi vào nông nỗi như ngày hôm nay, khó khăn lắm ta mới sống được mấy ngày yên ổn, ngươi lại đến tống tiền ta nữa. Có còn lương tâm hay không? Nếu ngươi còn không đi, có tin ta sẽ rách miệng ngươi ra không? có lẽ hạ oanh nhiễm đã nghèo điên rồi, vậy mà lại không hề sợ hãi chút nào, kiếng chân lên tức giận mắng, người xé đi, để coi xé rách miệng ta ra người có phải bồi thương hay không. Tóm lại hôm nay nếu không lấy được bạc thì ta sẽ không đi, người kêu tình nhân của người chém ta đi. Ta chưa từng gặp nữ nhân nào không biết xấu hổ như ngươi, đến cả nữ nhi nhi tử của chính mình cũng không thèm để ý đến, đã chạy theo nam nhân khác, dù sao phụ thân cũng là thừa tướng, người bôi nhọ mặt mũi của hắn như thế coi chừng không được chết yên trần nguyệt nhung cũng bị nàng mắng đến mức mất sạch lý trí không ngờ cũng không thèm để ý đến nơi này có rất nhiều người nói thẳng ra ngươi tưởng phụ thân ngươi là hạ hòe quân sao ta đã nói cho ngươi từ lâu rồi phụ thân ngươi là trần ninh ngươi chỉ là một con nhỏ thối tha do tên lưu manh sinh ra mà thôi mọi người ồ lên tuy việc này cũng từng truyền trong kinh thành nhưng dù sao vẫn chưa từng được chứng thực bây giờ nghe Trần Nguyệt Nhung nói thẳng ra như thế, mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Hóa ra vị thừa tướng đã chết đi kia đã bị cắm sừng rất nhiều năm nhưng lại không hề hay biết. Trong lúc mọi người còn đang rơi nước mắt thương hại cho thừa tướng, khi Hạ Oanh nhiễm nghe được lời này, cảm thấy nhục nhã đến mức mặt thành màu gan heo, rứt khoát vén tay áo hùng hồn mạnh mẽ xông lên, nhào vào đánh nhau với Trần Nguyệt Nhung. Khi xưa Hạ Oanh nhiễm chỉ là một cô nương nhỏ yếu, không ngờ sau khi trải qua một đoạn thời gian mài rũa lại trở nên vô cùng khỏe mạnh, nhào lên đè Trần Nguyệt Nhung ngã xuống đất. Trần Nguyệt Nhung cũng không phải người dễ ăn hiếp, nắm lấy đầu tóc của Hạ Oanh Nhiễm, lên gối, Hạ Oanh Nhiễm lăn sang một bên, Trần Nguyệt Nhung leo lên người nàng, tay năm tay 10, tát hết cái này đến cái khác, đánh đến mức Hạ Oanh Nhiễm kêu ba khóc mẹ. chương 837, ai ra cũng xuyên không. Thương Mai buông màn xuống, lạnh nhạt nói, đi thôi, tuy linh lợi đang xem hăng say, nhưng cũng tránh để người khác nhìn thấy Vương Phi, dù sao, Vương Phi cũng là con gái của tướng phủ. Linh lợi ra lệnh cho người lái xe, đi thôi. Thương Mai đi ra ngoài cũng không quá hoanh hoang, cho nên không có người nào biết ngồi trong xe ngựa chính là nhiếp chính Vương Phi. Người lái xe hét to, người cản đường dối rít tránh ra. Xe đi rất xa nhưng vẫn còn nghe được tiếng hét chói tai của Hạ Oanh Nhiễm và tiếng mắng chửi của phu nhân Nguyệt Nhung, Bây giờ bà đã không còn dáng vẻ của một thiếp thất được yêu thương, trông giống hệt một phụ nhân thô bỉ đầu đường, chỉ e cuộc tranh chấp của hai mẹ còn càng khó coi hơn, bởi vì còn nghe được tiếng cười vang của các bá tánh vây xem. Trong đám người, đột nhiên có người nhìn chiếc xe ngựa đã đi xa, giống như suy tư gì đó nói, hình như chiếc xe ngựa lúc nãy là của phủ Nhiếp Chính Vương, có khi nào là Vương phi ngồi trong đó không? Đúng vậy, ta cũng nhận ra, hình như là xe ngựa của phủ Nhiếp Chính Vương không lẽ lúc nãy vương phi ngừng lại ở đây xem vậy đúng là hả giận lắm nghe nói ngày xưa hai mẹ con này đối xử rất tệ với vương phi ăn hiếp nhiều lắm giờ thành ra tình trạng như ngày hôm nay cũng là quả báo của bọn họ mọi người rối giết nhìn sang xe ngựa đã quẹo sang một khúc quanh khác chỉ có thể nhìn thấy bụi mù bị xe ngựa cuốn lên trần nguyệt nhung và hạ oanh nhiễm cũng nghe được tiếng bàn tán xôn xao hai người đều dừng tay ngơ ngẩn nhìn góc đường trần nguyệt nhung đứng lên lạnh lùng nói, ngươi đi đi, đi bám lấy thái tử của ngươi mà hưởng phúc, đừng đến tìm ta. Hạ oanh nhiễm đứng lên, chỉnh sửa lại mái tóc rối xù, nhìn thịt trên thớt, nuốt nước bọt, tham lam nói, muốn ta đi cũng được thôi, ta biết ngươi không trả nổi bạc, ngươi phải cho ta một miếng thịt. Người giết heo cười khẩy, muốn ăn thịt thì lấy bạc ra. Hắn chém một phát lên khúc xương, sạp hàng run rẩy dữ dội, gần như muốn sụp xuống, hạo anh nhiễm sợ hãi run rẩy, không cam lòng chừng mắt nhìn Trần Nguyệt Nhung, nhìn ngươi tìm loại người gì kia. Có thấy mất mặt không? Nói xong, giống như sợ tên giết heo này đánh nàng, vội vàng chạy mất. Trần Nguyệt Nhung hừ lạnh, cũng rũi tay chỉnh sửa tóc tai, quay lại bên cạnh người giết heo, hét to, tránh ra tránh ra, không mua thịt thì tránh ra hết, đừng cản trở việc làm ăn của lão nương. Người giết heo hung dữ nói, cứ thích trêu chọc mấy người lung tung, đêm nay trở về ngươi sẽ biết tay. Trần Nguyệt Nhung rụt cổ, dưới đáy mắt lóe lên chút sợ hãi lại không dám nói gì trong chiếc xe ngựa đã đi xa tuy thương mai không nhìn thấy cảnh cuối cùng nhưng cô cũng biết đại khái hai mẹ con này phải sống cuộc sống như thế nào rồi lúc trước cô vẫn còn luôn canh cánh trong lòng không thể giết chết hai mẹ con này và phế thái tử để báo thù cho nguyên chủ nhưng hôm nay nhìn thấy hai người sống thê thảm như thế cuối cùng cũng hả giận sống cuộc sống bê bối như thế càng làm người ta cảm thấy sung sướng hơn là chết nhưng cũng tội cho lâm lâm lại đụng phải một bà mẹ như thế lâm lâm ngu dại có lẽ cũng là phúc đi đến hy vi cung lộ công công đã đứng ở tiền điện chờ thấy thương mai đi vào vội vàng chào đón lão nô tham kiến vương phi công công chờ một lát ta đi thỉnh an lão tổ tông trước thương mai nói mời vương phi lão nô ở đây chờ người lộ công công cung kính nói thương mai hơi gật đầu bảo địch thủy và hạ vân đứng bên ngoài chờ chỉ dẫn linh lợi vào Hôm nay vốn là ngày lâm triều, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu lại không thượng triều mà lại để mộ dung khanh và Lương Vương thượng triều. Lương Vương cũng có quyền giám quốc giống mộ dung khanh, từng nghe mộ dung khanh ám chỉ. Hôm nay thượng triều có lẽ sẽ phải đánh một trận, chủ đề đánh trận là có thể giao hậu cung cho một vị vương gia không thể giao hợp, có muốn đi hòa thân với quận chùa ý nhi của nước Đại Lương hay không? Thương Mai nghĩ đây chắc là một cuộc chiến biện luận, hơn nữa những tuyển thủ tham dự biện luận đều là người đứng đầu trong một nước, hai bên đối nghịch chắc chắn sứ mời rất nhiều danh sĩ đến tham dự. A sa cô dẫn thương mai vào trong điện, lúc vén rèm lên lại bảo linh lợi đứng bên ngoài chờ, chỉ cho phép một mình thương mai đi vào. Thái hoàng thái hậu nửa dựa vào trên giường, cầm một quyển sách, thương mai đi sang, quy củ mà quỳ xuống thịnh an. Thái hoàng thái hậu không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt nói đứng lên đi. Thương Mai đứng lên, bởi vì ở rất gần, cô lướt nhìn quyển sách Thái Hoàng Thái Hậu đang cầm, Ngẩn ra, lại dụi mắt, quyển sách kia chỉ là tờ giấy trắng, không hề có một chữ nào. Ngồi đi, đã ăn sáng chưa? Thái Hoàng Thái hậu hỏi. Thương Mai cũng không biết ngồi ở đâu, cũng không thể ngồi lên giường cùng bà được, nhìn xung quanh cũng không có ghế dựa nào, tất cả ghế đều ở đằng xa, nhưng xa như thế, không lẽ phải giống lên để nói chuyện sao? Vẫn là à, A-sa-cô-cô cô biết quan tâm người khác, rời một cái ghế đến mời Vương Phi ngồi. Tả cô-cô, Thương Mai ngồi xuống có vẻ vô cùng gò bó, thương Mai rất khó có thể nhẹ nhàng đối mặt với vị Long Thái hậu từng tìm đủ mọi cách để khó xử cô, cho dù biết rõ bây giờ bà đã không còn ác ý gì với cô nữa, nhưng ám ảnh thời thơ ấu đã hình thành, khó mà bỏ được. người rất sợ ai ra sao? Long triển nhan thấy cô ngồi thẳng băng, buông sách nhíu mày hỏi. không sợ, thương Mai lại thẳng eo hơn, không sợ, là chuyện không thể nào. vậy người ngồi xa như thế làm gì? Thương Mai vội vàng nhích ghế dựa lại gần hơn một chút, lập tức ngửi được một mùi hương hoa sen từ trên ngồi bà, trong lòng thầm kinh ngạc, bây giờ đã là cuối mùa thu đầu mùa đông, hoa sen ở đâu ra chứ? Nhưng cô lại dùng khóe mắt nhìn quyển sách bà mới đặt xuống kia, trên bìa sách có hình một đóa hoa sen và một chữ vạn, hình như có lóe ánh sáng vàng, cô tập trung nhìn kỹ, lại không sáng lên nữa. 2. Tâm lý sợ hãi của cô đối với Thái hoàng thái hậu đã ảnh hưởng đến thị giác luôn rồi lão thất đã kể cho ngươi biết kia, hai hôm nữa ồn yến sẽ đến kinh thành. Thương Mai gật đầu, bẩm thái hoàng thái hậu, vương gia đã từng nói. Nguyên văn cả câu đúng là câu nói này, hai hôm nữa sẽ đến, nhưng bây giờ đã năm ngày trôi qua rồi. Ừ, nghe nói người muốn bái bà ta làm thầy, thái hoàng thái hậu hỏi. Có ý định như thế, Thương Mai đặt hai tay lên đầu gối, mắt nhìn mũi, mũi hướng tim, trong lòng hơi run rẩy. Thái Hoàng Thái Hậu lại ừ một tiếng, ôn yến có y thuật rất giỏi, người học tập từ nàng nhiều vào, đặc biệt các người đều đến từ cùng một vùng quê, trò chuyện cũng khá dễ dàng. Tim thương mai lại run rẩy một chút, vâng. Ngươi, Thái Hoàng Thái Hậu thấy cô vẫn còn gò bó như thế, không vui nói, ngươi hiểu ý của ai ra không? À, hiểu, hiểu. Vậy ngươi nói xem, ai ra có ý gì? Thái Hoàng Thái Hậu nhìn chầm chầm cô. Thương Mai thành thật nói, người nói, ôn yến cũng là người xuyên không ai ra cũng vậy vâng hả thương mai chừng to mắt tuy đã đoán từ đầu nhưng bà lại nói thẳng ra như thế vẫn làm thương mai hoảng sợ một chút người đi đến nơi này cũng là do ai ra sắp xếp lúc này thương mai đã hoàn toàn đứng hình đột nhiên ngẩng đầu nhìn người vẫn đang toát lên vẻ uy nghiêm run giọng hỏi người nói gì là bà hại tôi đến đây chịu đủ mọi khổ sở của triều đại phong kiến lạ lắm sao nếu ai ra không cứu ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi. Thái Hoàng Thái Hậu hừ lạnh. Thương Mai ngượng ngùng cười, ừm, chuyện này, thật sự làm ta quá bất ngờ. Càng bất ngờ là sao lão nhân ra người lại có năng lực này. chương 838, Trung Quy là không nỡ. Thương Mai nhớ tới chuyện của Thái Hoàng Thái Hậu mà Lão Thái Quân đã nói, đã cố ý che giấu thân phận của bà, nghĩ đến, thân phận của bà có lẽ cũng giống như Đại sư đuổi ma mau tiểu phương. Nhưng, Nói như vậy, tức là thế giới này thật sự có quỷ ư. Nếu thế giới không có quỷ thì tại sao hồn phách của ngươi lại có thể ở trong thân thể người ta? Thái Hoàng Thái Hậu như nhìn thấu suy nghĩ của cô, chỉ một câu đã bóc trần. Thương Mai suy nghĩ một chút, đúng vậy, có một số việc khoa học không thể giải thích được. Được rồi, hôm nay ai ra không phải thảo luận khoa học với ngươi. Asako à, cô, cô bưng trà lên, trước trình lên cho Thương Mai, Thương Mai vội vàng đứng lên bưng trà trong tay cho Thái Hoàng Thái Hậu, mời người uống trước. Biết bà có thể giao tiếp với linh hồn, thương mai càng kính sợ. Thái Hoàng Thái Hậu không nhận lấy mà chỉ nhìn cô, có vẻ bất đắc dĩ nói, thương mai, ai ra nói với ngươi những lời từ đáy lòng này là hy vọng gần gũi với ngươi hơn, nhưng ngươi thì hay rồi, đối với ai ra giống như gặp quỷ, trước ngươi cũng không hề sợ ai ra như thế, bây giờ đây là có chuyện gì? Thương Mai thấy bà chợt trở nên bình dị gần gũi, vẻ mặt cũng không còn khí thế uy nghiêm hàng ngày, thầm thở phào nhẹ nhõm, nói thẳng, dù ta biết từ ngày ta xuyên qua trở đi, rất nhiều chuyện đã không thể dùng khoa học để giải thích, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi chuyện quỷ quái. Từ khi ở miếu Long Vương gặp phải những chuyện kỳ quái đó, lòng ta luôn lơ lửng, cảm giác khó tả. Đây là chuyện trái với tín ngưỡng bản thân ngươi, tất nhiên ngươi sẽ cảm thấy quái dị, nên ai ra cho ngươi sợi dây sẹo, là muốn ngươi dần dần tiếp nhận. Đứa nhỏ này, ngươi cũng thật là cố chấp, nhưng không trách ngươi được vì ngươi vốn học y. Thái hoàng thái hậu chợt trở nên hiền từ dễ gần, khiến Thương Mai cảm thấy nhẹ nhõm, cô thật lòng nói cảm ơn người. Thái hoàng thái hậu thấy cô đã thả lỏng một chút, mới nói, bệnh của hoàng đế không lạc quan lắm, ngoài ban đỏ cánh bướm nặng thêm còn có cổ độc cắn trả, nếu ngươi không trị khỏi thì mấy tên nghịch tặc kia lập tức sẽ nói ngươi hành thích vua, vì vậy ngươi hãy cẩn thận một chút. Ôn Yến sẽ chỉ dạy ngươi y thuật, nhưng sẽ không can thiệp việc điều trị của ngươi ai ra cũng không gặp hỏi ngươi điều trị như thế nào, phương pháp trị liệu cụ thể hay là quá trình thực hiện của bản thân ngươi. Thương Mai hơi nghi hoặc một chút, tại sao không bảo đại phu ôn yến trực tiếp điều trị cho hoàng thượng? A à, Sa cô, cô nói, hoàng thượng dù sao vẫn là hoàng thượng, có một số người không thể can thiệp tuổi thọ hoàng thượng, nhưng có một số người lại có thể. Thương Mai càng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng, cô là người có thể can thiệp tuổi thọ hoàng thượng, chắc là mình còn có một lai lịch khác, là thần tiên hạ phàm trăng ta lợi hại như vậy sao? Thương Mai thăm dò hỏi. A à, xà Cô Cô tức giận nói, tất cả người hiểu được y thuật đều có thể can thiệp tuổi thọ hoàng thượng. Không, dù người không hiểu được y thuật cũng được, là người đều có thể, rõ chưa? Thương Mai càng khó hiểu, là người đều có thể can thiệp, nhưng đại phu ôn yến và lão tổ tông lại không thể can thiệp. Các ngươi không phải người hả? Thương Mai cảm thấy não mình có chút không đủ dùng, nhất định là cô ngốc rồi. Asako cô thở dài một tiếng, đại phu ôn yến là thái hoàng thái hậu của nước Đại Lương, nếu nàng đến chữa bệnh cho hoàng đế Đại Chu ta, chữa khỏi thì không sao, nếu chị không khỏi thì sao? Còn về phần lão tổ tông, Asako liếc nhìn thái hoàng thái hậu một chút, đây chính là vấn đề thân phận, người cũng không quan tâm là thân phận gì. Cuối cùng đầu óc thương mai đã trở nên minh mẫn, thật sự là một lần mang thai ngốc ba năm, cô vừa tiến vào trạng thái ngu dại, còn phải chịu đựng ba năm. Dù vẫn rất hiếu kỳ thân phận Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng cô cũng rất thông minh không hỏi, nếu người ta muốn nói thì đã sớm nói rồi. Tốt xấu, người ta cũng đã nói là đồng hương, đồng hương đồng thanh đồng khí, dễ nói chuyện hơn rất nhiều. Thái Hoàng Thái Hậu thấy cô cuối cùng đã trở lại bình thường, nói A à xa, người hãy đi cùng nàng một chuyến, Hoàng đế nhất định sẽ gây sự, có người ở đó, ít nhất thương mai không bị uất ức. A à xa cô cô nói, vâng, chúng ta sẽ đi ngay. Thương Mai vội vàng đứng lên, vâng, vậy ta đi đã, cáo lui. Thái Hoàng Thái Hậu gọi cô lại, cầm cuốn sách bên cạnh lên, người qua đây, hãy nhìn xem quyển sách này, người có thể nhìn ra cái gì. Thương Mai nhìn quyển vô tự thiên thư kia, lắc đầu, ngoài trang bìa, ta chẳng thấy gì cả, không có chữ. Thái Hoàng Thái Hậu ừ một tiếng, dường như rất hài lòng với đáp án này, rất tốt, đi đi. Thương Mai giật mình, mình không nhìn ra cái gì mà lại khiến bà ấy vui mừng sao. Sau khi ra khỏi cửa, Thương Mai không kìm được hỏi A Sa Cô Cô, Cô Cô, quyển sách kia, người có thể nhìn ra cái gì không? Có thể, A Sa Cô Cô nói. Thương Mai chán nản, ta chẳng nhìn ra cái gì, may mà lão Tổ Tông không nói ta ngu dốt. Người nhìn không ra thì càng tốt hơn, nếu ngươi nhìn ra, bà ấy lại không yên tâm về ngươi. Quyển sách kia là quyển sách không tầm thường, người có thể nhìn ra chỉ có thể là một trong hai loại người, một loại là trong lòng có quỷ, một loại chính là người giống Thái Hoàng Thái Hậu. Ồ, thì ra là thế. À, Asako cô, cô thở dài một tiếng, các ngươi vốn không nên biết đến những chuyện này, sống tốt cuộc sống của các ngươi là được, nhưng mỗi chiều mỗi đời đều khó tránh khỏi trải qua chuyện anh em tương tàn, nổi ra nấu thịt. Thương Mai rất tán thành, cô trầm mặc một chút, rồi hỏi, tại sao Thái Hoàng Thái Hậu lại cứu ta thế? À, Asako cô, cô cười, thật ra có mấy lựa chọn, nhưng ngươi là thích hợp nhất bởi vì ngươi là bị cấp trên phản bội mà chết, có thể hiểu được bị phản bội là như thế nào, trong lòng chắc chắn cũng có sự giận dữ, bà ấy là nhằm vào sự giận dữ của ngươi nhất định có thể gây ra chút sóng gió. Nghe vậy, thương mai vẫn không hiểu. A cô cô dường như nhìn ra nghi ngờ của cô, tiếp tục giải thích nói, bà ấy đã tính được đại kiếp của hoàng đế, lão thất cũng nhất định sẽ làm nhiếp chính vương, hắn là lựa chọn tốt nhất. Và lại, từ trước đến nay hoàng đế nhiều người thân, nhưng lão thất cưới bất kỳ con gái đại thần nào cũng không thích hợp phía sau họ đều có một gia tộc nếu những gia tộc này không đồng lòng với lão thất thì lại hỏng chuyện chỉ có ngươi dù sinh ra từ gia tộc nào thì ngươi vẫn không phải người của gia tộc đó ngươi chỉ là một cô hồn đến từ thời không khác nên lão thất sẽ trở thành chỗ dựa duy nhất của ngươi mà ngươi lại là quân y đặc công dù không thể giúp lão thất một tay thì cũng sẽ không liên lụy hắn lúc ấy thái hoàng thái hậu là nghĩ như vậy Thương Mai mở to mắt, chẳng lẽ từ khi bắt đầu, lão Tổ Tông đã chọn ta làm vợ của lão thất? Nếu không, ngươi cho rằng dựa vào cái gì mà ngươi đáng để bà ấy tốn công tốn sức như vậy? Thương Mai xấu hổ, ta đúng là phụ lòng Thái Hoàng Thái Hậu rồi, ta chẳng giúp đỡ lão thất được việc gì mà còn liên lụy hắn. Ngươi đừng nói như vậy, lúc ấy lão thất bản thân bị trọng thương, nếu không phải ngươi, e là hắn cũng không thoát khỏi một kiếp, hơn nữa, sau này các ngươi cũng có thể phối hợp với nhau, chỉ ít Đảng thái phó và đảng quý thái phi đều là các ngươi liên thủ làm suy sụp. Lần này các ngươi để hoàng đế rắt mũi, cuối cùng, lão thất trước sau vẫn không bằng lòng trở mặt với hoàng đế, hắn vẫn lấy tâm thái thần tử đối mặt hoàng đế, bị thua thiệt về mặt khí thế. Người chắc chắn sẽ hỏi, nếu lão tổ tông đã không ưa hoàng đế, tại sao còn muốn cứu hắn, nếu hoàng đế sớm băng hà thì chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng lại kéo tới hiện tại, gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt với đại chu, cho nên hoàng đế nhất định phải còn sống hắn đã gây ra tai vả thì cũng phải lấy danh dự của hắn đi thu dọn, cũng không thể để lão thất gánh chịu tất cả tội danh, từ nhân quả tuần hoàn mà nói, cũng không tốt với hoàng đế. Thương Mai gật đầu, điểm ấy thì ta hiểu. A à, xà cô cô nhẹ nhàng nói, người là càng sống càng thụt lùi, thái hoàng thái hậu mềm lòng, không âm độc bằng trước kia, dù ngoài miệng bà ấy nói mặc kệ hoàng đế, nhưng cuối cùng lại không nỡ. chương 839, ta không hề không biết xấu hổ như vậy. Thương Mai khẽ thở dài, tình thân thường thường là thứ khó dứt bỏ nhất, lão thất cũng như vậy. Dù quý thái phi đối với hắn như vậy, hắn vẫn không thể xuống tay ác độc được. Lộ công công ở cổng trong nghinh đón, chào hỏi theo lễ nghi rồi dẫn A Sa Cô Cô và Thương Mai đi vào. Mai Quý Phi vẫn ở trước giường hầu hạ, thấy Thương Mai đi vào, đôi mắt nàng ta lập tức trở nên ẩm ướt. Tới rồi hà, nương nương, Thương Mai khom người, nhanh đừng đa lễ, Mai Quý Phi khẽ nâng Thương Mai một chút nhìn thấy người bình an trở về là tốt rồi. đa tạ nương nương lo lắng, ta không sao. thương mai mỉm cười nhìn nàng ta, còn chưa chúc mừng nương nương tấn làm quý phi. mai quý phi ngần ngừ nói là việc vui, nhưng mà nàng ta quay đầu nhìn giường bệnh một chút, buồn bã nói từ đêm qua hoàng thượng đã bắt đầu ngủ, đến giờ vẫn chưa hề tỉnh lại. người y đã đến khám mấy lần, đều nói tình hình không khả quan lắm. bây giờ có người đến, bản cung an tâm rồi. Thương Mai không an ủi nàng ta, vì dù có an ủi cũng không phải thật lòng, mà cô không muốn nói lời trái lương tâm. Lộ công công quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu bôm bốp với Thương Mai, Vương Phi, xin người hãy quên đi quá khứ không vui, nô tài ở đây cầu xin người, cầu người nể tình ngày xưa nô tài cũng đã giúp người, đã giúp Vương ra mà hết sức cứu chữa Hoàng thượng. Thương Mai đúng không hề quên ơn nghĩa trước kia, cô cũng rất kính trọng lộ công công, kéo ông ta dậy, nói là Thái Hoàng Thái Hậu bảo ta tới, ta sẽ hết sức nỗ lực. Lộ công công lau nước mắt, cảm ơn Vương Phi. Thương Mai đi đến, mắt hoàng đế nhắm chặt, phía dưới mắt dưới đã hơi phù lên, nốt đỏ trên mặt nổi rõ, chỉ nhìn sắc mặt đúng là nghiêm trọng hơn trước kia một chút. Hơn nữa, hai bên mũi và bờ môi đều hơi đen lại, đây cũng là triệu chứng cổ độc cắn trả. Thương Mai trước tiên bắt mạch, sau đó hỏi triệu chứng, vì Mai Quý Phi và Lộ Công Công đều thường xuyên hầu hạ, nên hỏi bọn họ, bọn họ có thể hiểu được tình hình cơ bản nôn ra máu nhiều hơn trước hôm qua đã nôn ba lần trong bọt máu dường như có côn trùng mai quý phi nói thương mai gật đầu ừm đó là dấu hiệu cổ độc cắn trả cổ trùng ở trong máu trong thân thể hắn sinh sôi lượng lớn nếu đã lên não rồi thì không dễ chữa nữa vậy lộ công công kinh hãi vậy làm thế nào mới biết được đã lên não hay chưa gần đây hoàng thượng có mê sảng không có nói năng linh tinh hay làm một số chuyện kỳ quái hay không Thương Mai hỏi. Lộ Công Công và Mai Quý Phi liếc nhìn nhau, cũng không có, tuy nói tâm tình của ngài ấy không được tốt, nhưng cũng không hề nói mê sảng, chỉ thỉnh thoảng mắng vài câu. Là lời bình thường chứ? Mai Quý Phi hơi do dự, đều là oán Thái Hoàng Thái Hậu, có tính bình thường không? Thương Mai thầm nghĩ, nếu không oán hận Thái Hoàng Thái Hậu mới là không bình thường. Nếu vậy, cổ trùng chắc vẫn chưa lên não. Thương Mai kê đơn thuốc trước, sau đó đưa cho lộ công công, người gọi thái y viện bốc thuốc sau đó lập tức sắc, mỗi ngày hai lần, sau bữa ăn chừng một khắc thì cho uống. Vâng, nô tài lập tức đi ngay. Đơn thuốc đều là đơn thuốc đuổi trùng, thuốc đuổi trùng có độc tính nhất định, người khỏe mạnh uống vào thì không có vấn đề gì, nhiều lắm thì có tác dụng phụ, nhưng hoàng thượng cơ thể đã rất suy yếu rồi, không thể thừa nhận. Bởi vậy, thương mai còn châm cứu một phần mạch máu, ngăn chặn độc tính trong thuốc, tránh cho gan bị tổn hại. Thật ra, không cần bất kỳ dụng cụ chữa bệnh gì để chẩn đoán chính xác cho hoàng đế, từ kinh nghiệm của cô mà phán đoán thì nếu không có lương y thuốc hay thì hoàng đế căn bản không chịu được quá 10 ngày. Sau khi châm cứu, A cô cô lấy ra một viên thuốc đưa cho Mai Quý phi, trộn vào nước cho ngài ấy uống hết, để ngài ấy tỉnh lại trước, đây là viên cuối cùng trong ba viên thuốc còn lại, không còn nữa rồi. Thương Mai nói, thật ra cũng không cần thiết lãng phí thuốc, sau khi châm cứu, huyết khí sẽ tuôn ra tụ lại trên đầu lát nữa hoàng thượng sẽ tỉnh lại. Thương Mai biết những viên thuốc này rất quý báu, nhưng lúc này nếu cho thuốc rồi, bệnh tình có thể nhanh chóng thuyên giảm, nhưng nếu vẫn không có thuốc cứu mạng thì lại không ổn. Nếu đại phu ôn yến không kịp đến kinh thành, dù sao mấy ngày trước Thái Hoàng Thái Hậu đã nói hai ngày sẽ đến, nhưng đã đợi năm ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu. A cô cô nói, không quan trọng, cho ngài ấy uống hết đi, Thái Hoàng Thái Hậu có ý là phía người sẽ cố hết sức, còn tất cả phải xem tạo hóa của bản thân ngài ấy. Mai quý phi sợ Thương Mai sẽ ngăn cản nên vội mang thuốc đi pha nước, Thương Mai đành coi như thôi, nhưng cô cũng hiểu được suy nghĩ của Thái hoàng thái hậu. E là Thái hoàng thái hậu đã thất vọng với hoàng thượng đến mức chỉ chỉ muốn mau chóng hoàn thành việc của bà, còn sau đó thì mặc kệ không hỏi. Ba viên thuốc này là được chế cho riêng hắn, nên cứ cho hắn uống hết, sau đó sẽ không quan tâm nữa. Mai quý phi cho hoàng đế uống thuốc sau thời gian chừng một nén nhang thì hoàng đế đã tỉnh lại mai quý phi nửa ngồi nửa quỳ cạnh giường thấy hoàng đế từ từ mở to mắt khẽ kêu một tiếng hoàng thượng hoàng đế hình như hơi giật mình ngơ ngác nhưng khi vừa nhìn thấy thương mai tiêu điểm ánh mắt của hắn lập tức tập trung hết lại nhìn chằm chằm thương mai cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái vẻ mặt cũng trở nên kỳ lạ không biết là vui hay buồn hay hận thương mai vẻ mặt thản nhiên khom người nói tham kiến hoàng thượng hoàng đế dường như thoải mái hơn nhiều, bảo Mai Phi nâng hắn ngồi dậy. Lão tổ tông lệnh cho ngươi tới sao? Hoàng đế vẫn nhìn chằm chằm thương Mai, khàn giọng hỏi. Bẩm hoàng thượng, là thái hoàng thái hậu bảo ta tới. Thương Mai trả lời. Hoàng đế bật cười quái dị, bảo ngươi tới làm gì, độc hại chấm sao? A à, xà cô cô cao mày nói, hoàng thượng, nếu thái hoàng thái hậu muốn ngài chết, cũng đâu cần độc hại ngài, chỉ cần không quan tâm là được rồi, Chẳng lẽ Hoàng thượng cho là ngự y có thể chữa bệnh cứu ngài sao? Hay là ngài chờ trời xanh thương hại? Chấm cầu bà ấy đã lâu, nhưng bà ấy vẫn không bằng lòng cứu chấm, vậy không phải bà ấy muốn nhìn thấy chấm chết sao? Quả nhiên vừa tỉnh lại, Hoàng đế đã bắt đầu oán hận. Thương Mai biết hắn tạm thời không có vấn đề gì nên cũng không muốn lưu lại đây chờ giáng tội, nói Hoàng thượng tạm thời không sao rồi, ngày mai ta lại đến thăm Hoàng thượng. Hoàng đế cười lạnh, các ngươi liên kết với nhau lừa gạt chấm, là đại tội khi quân, ngươi hãy trở về báo với mộ dung khanh, sớm muộn chấm cũng sẽ hỏi tội hắn. A à, xà cô cô tức giận, đang định nói chuyện thì thương mai đã bấm bà một cái, rồi khẽ khom lưng nói, hoàng thượng, ta sẽ trở về chuyển lời ngài cho lão thất, chỉ là có mấy lời, lão thất có lẽ cũng muốn nói với hoàng thượng. Anh em hơn 20 năm, tự hỏi móc tim đào phổi, đổi lấy là tính toán tổn thương, từ đó, tình cảm anh em cũng tốt tình nghĩa quân thần cũng được đều không cần nhớ đến nữa vương phi mai quý phi kinh hãi vội vàng quát cô bảo ngưng lại thương mai lạnh lùng quét mắt với mai quý phi sau đó mới nhìn hoàng đế nói hôm nay ta không hề nói gì quỳ gối trước giường ngươi điều trị cho ngươi nhưng lại không được lời lẽ hay ho nào nếu đã như vậy ta cần gì phải oan uổng chính mình còn để mặc ngươi chửi bới vương ra nhà ta tuy là anh em ruột nhưng còn không bằng người dưng hôm nay nếu không phải Thái Hoàng Thái Hậu giao phó, ta tuyệt đối không vào cung. Hạ thương mai ta tuy xuất thân đại phu, nhưng lại không có tấm lòng Bồ Tát, có mối hận giết mình còn phải mang tấm lòng son dạ sắt đến để cho ngươi trả đạp, ta không hề không có lòng tự trọng như thế. Nói xong, cô dừng một chút, lão thất nhà ta cũng không hề không có lòng tự trọng như thế. Khuôn mặt hoàng đế hết sức khó coi, cơn giận lập tức bốc lên khiến đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm thương mai. Từ khi hắn tỉnh lại đến giờ, ánh mắt căm hận chán ghét này chưa từng biến mất mà càng nồng đậm hơn. Cút, hoàng đế khẽ gầm một tiếng, nắm đấm nặng nề nện vào giường. chương 840, tức giận mắng hoàng đế. Thương Mai cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Khuôn mặt A xà cô cô nhìn có vẻ khá vui vẻ, đi theo thương Mai ra ngoài. Mai quý phi lao ra, giữ chặt cánh tay thương Mai, hơi giận nói, thương Mai, sao ngươi lại chọc tức ngài ấy như vậy, Sức khỏe ngài ấy lại không tốt, nếu ngươi còn không đến điều trị cho ngài ấy là ngươi đã phạm thượng, ngươi biết không, nếu thật xét đến thì chính là đại tội." Thương Mai tránh khỏi tay Mai Quý phi, lạnh nhạt nói, "Quý phi nương nương, dù ta nói không hề dễ nghe, nhưng cũng là sự thật, lão thất thực lòng vì hắn, nhưng đổi lại được cái gì? Ta ba lần bốn lượt chữa bệnh cho hắn, lại đổi lại được cái gì? Hắn là người đàn ông của ngươi, ngươi bảo vệ cho hắn, nhưng lão thất nhà ta thì sao?" ta không bảo vệ cho hắn sao? Còn nữa, lão thất vì ngươi và thái tử nhà ngươi làm nhiều chuyện như vậy, thế mà bây giờ ta ngay cả một lời công bằng cũng không được nói sao? Mai Quý Phi hơi ngơ ngác, không ngờ khi thương Mai nổi giận lại nóng tính như vậy, điều này, bản cung không có ý này, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là hiện tại vị trí thái tử đã định rồi, ngươi chỉ cần một lòng một giả dạ hầu hạ hoàng thượng cho tốt, bạc béo người tài đức. Lời này của thương Mai hoàn toàn không nể mặt Mai Quý Phi, dù Mai Quý Phi không phải hoàng hậu, nhưng con trai được phong thái tử, sau này chắc chắn nàng ta còn tôn quý hơn hoàng hậu, thương Mai chỉ là một vương phi, ngay ở hy vi cung mắng nàng ta trước nhiều cung nhân như vậy, Mai Quý Phi thật vừa thẹn lại vừa giận. Quý Phi, sự hồ đồ của ngươi khiến lòng người rất lạnh. Thương Mai dứt lời, không người, chúc Quý Phi nương nương từng bước đi lên địa vị cao. Cô nói xong, cũng không thèm nhìn mặt Mai Quý Phi, xoay người rời đi. Nếu mọi người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, mà đến bây giờ nàng ta vẫn hổ đồ thế, cho rằng tất cả trước mắt dễ như trở bàn tay thì quá ngây thơ rồi. Nàng ta thật sự tưởng rằng đến trước giường bệnh hoàng đế, ngày ngày chăm sóc hầu hạ thì có thể khiến cho thanh danh tốt và tránh lo âu về sau ư. Khi cùng thương mai đi về, Asa cô cô cười nói, nếu Thái Hoàng Thái Hậu nghe thấy mấy lời ngươi nói hôm nay chắc chắn sẽ rất cao hứng. Ngày xưa bà ấy nhìn chúng ngươi chính vì tính cách ghê gớm này, chỉ là sau khi thành thân với lão thất, ngươi và lão thất đều thay đổi rất nhiều, suýt nữa đã khiến thái hoàng thái hậu thất vọng. may mà tính cách này đã trở lại rồi. thương mai thở dài một tiếng, nhìn từng chiếc lá rụng trong sân, ta đâu muốn nói những lời đanh đá đó. trước đó cứ nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, cũng chỉ vì trong lòng có lo lắng người, luôn muốn dàn xếp ổn thỏa thì có thể bảo đảm đối phương chu toàn, nhưng cứ luôn bị người bước đến không còn đường lui. hoàng thượng nói một câu tội khi quân, khi người quá đáng hắn không nhớ rõ lão thất đã làm gì cho đại chu cho hắn mà chỉ nhớ rõ lão thất đã từng chống đối gì hắn thậm chí không hỏi nguyên do nếu nói hoàng thượng thì cũng thôi đi hắn có lập trường của mình tẩu hỏa nhập ma nhưng mai quý phi lại thật khiến ta thất vọng nàng ta đã từng hại ta một lần ta vẫn sẵn lòng tin tưởng nàng ta nhưng hôm nay nàng ta lại nói với ta như vậy mai quý phi thật hồ đồ vốn tưởng nàng ta thông minh nhưng không phải là người làm được đại sự Mỗi lần phạm sai lầm là mỗi lần tỉnh ngộ, nhưng sau đó lại phạm sai lầm, thái tử có người mẹ cháu trở như thế này thì cũng không ăn thua. À xà cô cô trầm ngâm nói. Thương Mai nghe vậy lập tức biết thái hoàng thái hậu đã biết chuyện ngày xưa. Thật ra cô hiểu rõ Mai Quý Phi đang nghĩ gì, Mai Quý Phi cũng không phải thật muốn giành được cái hiển danh gì, trong lòng nàng ta thật có hoàng thượng, chỉ là, nhiều năm vắng vẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy mà nàng ta cũng không thể hoàn toàn tỉnh ngộ mà còn tiếp tục đắm chìm, nàng ta muốn thành toàn tình yêu của mình, nhưng lại hy sinh người bên ngoài. Làm người, điều không thể tha thứ nhất chính là ân oán không rõ, không phân đúng sai. Nhất là, tình yêu của nàng ta vẫn là tình cảm đơn phương, nàng ta thật cho rằng bây giờ trước giường bệnh hoàng thượng chỉ có mình mình, hoàng thượng nói với nàng ta vài lời tri âm thì đã cho rằng là tình yêu không bao giờ thay đổi. Thật buồn cười. Thương Mai ở chỗ Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện một lúc thì mộ dung khanh đã tan chiều trở về. Đi sau hắn là Lương Vương và An Thân Vương, tiến vào trong điện, vấn an Thái Hoàng Thái Hậu. Mộ dung khanh đi tới bên cạnh Thương Mai, bàn tay lớn bao chặt lấy bàn tay cô, mệt không? Không mệt, người thì sao? Thương Mai nhìn khuôn mặt hắn, dường như là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đáy mắt cũng có chút mỏi mệt, nàng biết trận chiến hôm nay đã khiến hắn thực sự tức giận. Không mệt, nhưng hôm nay bản vương sợ không xuất cung sớm như vậy được nàng hoặc là ở đây chờ bản vương hoặc là gọi người đưa về trước nghỉ ngơi đi mộ dung khanh nói được vậy ta xuất cung trước thương mai nhìn nhìn an thân vương hôm nay mẫu thân nói đến trong phủ giờ ta trở về vẫn dư giả thời gian an thân vương nhìn thương mai một chút nếu người vẫn ổn thì cứ đi trong phủ thăm nàng tránh cho nàng phải đi đi lại lại sức khỏe của nàng vẫn không tốt lắm thương mai cười nói được ta đi là được. an thân vương ừ một tiếng, uống một ngụm trà lớn, tranh luận suốt buổi sáng, ngay một giọt nước cũng chưa kịp uống, cuống họng thật sắp bốc hỏa. lương vương cười nói, không ngờ tài hùng biện của hoàng thúc tốt như vậy, hôm nay cháu xem như mở rộng tầm mắt, vẫn tưởng nhị hoàng thúc là cái hố nút, là loại không làm nên trò chống gì, thế mà hôm nay thật phải nhìn với cặp mắt khác xưa. thái hoàng thái hậu nhìn ba người, hôm nay như thế nào? đặc sắc lương vương cũng uống một ngụm trà lão tổ tông người không thể tận mắt nhìn thấy chính tai nghe thấy thật sự là rất đáng tiếc giờ ngươi nói với ai ra thì cũng vậy mà ai ra cũng không muốn mang tiếng là đàn bà làm loạn chính sự bây giờ sợ là không có người nào dám nói thế nữa lương vương còn tỏ ra rất hưng phấn người đoán hôm nay hoàng thúc mời ai tới ai vậy a cô cô tò mò hỏi liên đại học sĩ lương vương thở dài nói Thương Mai khẽ giật mình, liên đại học sĩ, chẳng phải là phụ thân liên thúy ngữ, ông ngoại của cô sao? Thái Hoàng Thái Hậu cũng hơi bất ngờ, người lại có thể mời được đại học sĩ trở về sao? Chỉ là, thời gian gấp rút, làm sao có thể mời đến? Mộ Dung Khanh cười nói, phải nói là trùng hợp, đúng lúc đại học sĩ lên kinh thăm huyện chúa, người đã đến dịch quán Thanh Châu, người của Tố Nguyệt Lâu đến báo, ta liền vội cho Tô Thanh đi mời. Tôn Quốc Cứu nói, hậu cung không được can chính, là quy định do Thái Tổ đề ra, đại học sĩ lập tức nói, vì năm đó tiền hậu nắm giữ triều chính đẫn đến triều chính đại loạn nên Thái Tổ mới định ra quy định đó. Nhưng từ Thái Hoàng Thái Hậu trở đi, hậu cung đã nâng đỡ ba triều đế vương, nếu còn dùng quy định thời điểm Thái Tổ để nói thì có phải bổng lộc của các vị đại thần cũng phải dựa theo thời Thái Tổ mà tính hay không? Có phải các hạng phong ấp và thế tập võng thế hầu tước vẫn phải dựa theo thời Thái Tổ hay không? Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, trích dẫn kinh điển thì không ai bằng được liên đại học sĩ, vị này nghiên cứu lâu năm, ngày xưa khi chưa trưởng thành ai ra thích hắn, rất cứng nhắc, chỉ mở miệng là nói toàn đạo lý lớn, khiến người ta không cách nào phản bác được. Phải không, ông ấy vừa dứt lời, sắc mặt tôn quốc cứu rất khó coi. Thời kỳ Thái Tổ, bổng lộc một năm của thừa tướng cùng lắm chỉ trăm lượng, bổng lộc năm thì cũng thôi đi, dù sao, quan ở kinh thành còn có rất nhiều thu nhập khác, nhưng thế tập võng thế hầu tước, lại là vấn đề muôn thừa liên quan đến một số con cháu công hầu, ai dám tranh luận với đại học sĩ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết tập 56.